Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 136. Nam tử ngoại quốc có chút kỳ quái, sao ngươi tới đây? Kế hoạch bên An Tâm quán thất bại rồi. Nam tử châu Á nét mặt nặng nề, xem ra chúng ta vẫn đánh giá quá thấp thực lực của kẻ thù, chúng ta cần phải đi qua cứu viện ngay. Nữ nhân áo xanh lắc đầu, không đi được. Ngươi có ý gì? Nam tử châu Á không hiểu hỏi. Nữ nhân cười giễu, Hạ Thiên là ai chứ, lẽ nào ngươi còn chưa rõ? Hắn đã sớm phát giác ra được kế hoạch của chúng ta, vậy thì khẳng định khó thoát. Nam tử ngoại quốc không cho là thế, hắn cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi, ba người chúng ta cộng vào tuy không vượt qua hắn, nhưng đảm bảo an toàn rút lui thì vẫn không có vấn đề gì. Ai cho ngươi sự tự tin này vậy? Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng bỗng dưng vang lên. Nam tử ngoại quốc sửng sốt, cảm nhận âm thanh này vang ngay bên tai hắn, mãnh liệt quay đầu lại, thế mà không phát hiện tung tích của ai hết. Đừng tìm nữa, ta ở đây này. Hạ Thiên ngồi trên sofa, cười hì hì vẫy tay với nam tử kia. Nam tử châu Á và nữ nhân áo xanh bị dọa cho hết hồn, bởi vì Hạ Thiên xuất hiện thật sự không có bất kỳ dấu hiệu gì, bọn họ gần như không cảm nhận được gì, chỉ riêng năng lực này là đã vượt qua bọn hắn. Nói một cách khác, Hạ Thiên muốn im hơi lặng tiếng giết sạch bọn hắn là việc dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Nam tử ngoại quốc lạnh giọng quát hỏi, đừng cho rằng chúng ta thật sự sợ ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, các ngươi có sợ ta hay không trong lòng các ngươi rõ nhất. Hiện tại ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi, cho nên các ngươi mới còn sống, bằng không thì đã sớm chết cả lũ rồi. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ phối hợp sao? Nam tử ngoại quốc cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói hai câu tàn nhẫn, bỗng dưng đầu nổ tung, cả người đổ rạp xuống đất, vừa nhìn đã không còn sống nữa. Hai người còn lại lập tức bị dọa cho tái mét, không dám nhiều lời. Phối hợp hay không do các ngươi tự quyết định, Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ không quan tâm kia. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ nhân áo xanh nhận mệnh, ta biết gì ta sẽ nói hết. Hạ Thiên gật đầu. Sau đó nói, trước tiên nói coi rốt của các ngươi là ai. Chúng ta là tứ đỉnh trụ của Đông Thiên Môn, lần lượt là Tả Thanh Long, Thạch Kình Thương, Thượng Bích Lạc, Hạ Cửu Lưu. Nữ nhân áo xanh chậm rãi giải thích, Tả Thanh Long trước đó ngươi đã từng gặp, người ngoại quốc kia chính là Thạch Kình Thương, mà ta là Thượng Bích Lạc, hắn là Hạ Cửu Lưu. Đây là tên hay biệt danh? Hạ Thiên bĩu môi, sao toàn lấy mấy cái tên tầm thường vậy? Lão đại các ngươi nhất định là kẻ không có văn hóa. Nam tử châu Á nghẹn lời, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Vừa là biệt danh, vừa có liên quan đến tên. Nữ nhân kia dường như buông bỏ phản kháng, hỏi gì đáp lấy, ví dụ như ta họ Thượng, tên thật đã sớm quên rồi. Vị Hạ Cửu Lưu tên thật là Hạ Cửu U. Ngươi họ Hạ, Hạ Thiên khinh thường liếc nhìn nam tử châu Á, bất mãn nói, đổi đi thôi, ta không thích đồ đần có họ giống ta. Nam tử châu Á mặt lạnh nói với Hạ Thiên, ngươi tưởng ngươi là ai, toàn bộ thiên hạ chỉ có ngươi mới xứng mang họ Hạ sao? Bụp, Hạ Thiên trực tiếp tặng người này một cước, sau đó lười biếng nói, thiên hạ có rất nhiều người xứng đáng mang họ Hạ, nhưng ngươi chắc chắn không phải, ta nói thế đó. Đậu má, ngược lại ta muốn xem thử ngươi lợi hại cỡ nào. Nam tử châu Á cũng không nhịn nổi, hai tay dùng lực, mũi chân dũng mãnh lao về phía Hạ Thiên. Nếm thử băng hỏa trưởng của ta đi. Ở trước mặt ta mà nhắc đến băng hỏa à, người đúng là ngu ngốc. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng giơ tay đã thu hết băng linh khí và hỏa linh khí trong tay đối phương. Hơn nữa băng hỏa linh khí không phải dùng như thế, ta dạy ngươi nhé. Hắn nói xong lập tức vỗ hai phát vào mặt nam tử châu Á. Nữ nhân áo xanh thấy nam tử kia cả người bay ra ngoài, mà trên mặt hắn vừa kết tầng băng. Vừa bị hỏa diễm thiêu đốt đến lộ cả xương. Còn mình ngươi thôi, còn lời gì muốn nói không? Hạ Thiên đứng dậy có chút nhạt nhẽo nói, không có thì để ta tiện tay giải quyết, rồi đi tìm tiểu muội chân dài và thạch nha đầu. Hạ Thiên, ta bằng lòng làm thủ hạ trung thành nhất của ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng. Nữ nhân áo xanh không hề do dự quỳ xuống, người bày bố kế hoạch lần này thật ra là Phong Thiên Vương của Bắc Thiên Môn, chỉ cần ngươi không giết ta. Thì ta có cách dẫn hắn đến quốc nội, sau đó thay ngươi giết hắn. Không hứng thú, ngươi tự quyết định đi. Hạ Thiên bĩu môi, không hề nói giết nữ nhân này, cũng không nói buông tha nàng,
chỉ đi ra khỏi căn phòng rồi trực tiếp rời đi. An tâm quán. Ninh Nhụy Nhụy nhắc tới vấn đề nàng nghi ngờ, khiến tiểu đạo cô tâm niệm không biết trả lời thế nào, ánh mắt không tự chủ lia tới Cố lão đạo. Cố lão đạo lại chỉ tập trung uống trà, coi như không thấy ánh mắt cầu cứu của tiểu đạo cô tâm niệm. Việc này ta cũng không biết, người phải hỏi sư phụ mới đúng. Qua một lúc, tiểu đạo cô tâm niệm mới ngắc ngứ trả lời. Ninh Nhụy Nhụy càng cảm thấy kỳ lạ, vấn đề này thật sự không khó trả lời, tùy tiện tìm lý do là có thể qua, cơ mà tiểu đạo cô này lại đưa ra, chứng minh trong đó có lý do khác. Ha di, sắp trưa rồi, các vị ở lại ăn cơm nhé, ta đi chuẩn bị. Tiểu đạo cô tâm niệm có chút không chịu được ánh mắt nghi ngờ của Ninh Nhụy Nhụy, nàng hoang mang đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này ngay cả Thạch Thuần cũng nhìn ra tiểu đạo cô này có vấn đề. Nhụy Nhụy tỷ, Thạch Thuần gọi Ninh Nhụy Nhụy. Không sao, Ninh Nhụy Nhụy cau mày lại, tuy cảm thấy tiểu đạo cô có chút không đúng, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, bình tĩnh quan sát ứng biến theo là được. Cố lão đạo vừa cười vừa nói, hai vị cô nương không quen uống trà này sao? Cũng được, không giống với vị trà ta đã uống, cơ mà uống vào vị tươi mới, vừa đề cao tinh thần vừa trơn trượt, được phết đấy. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười trả lời. Tất nhiên không giống lá trà bình thường rồi. Cố lão đạo giơ tay chỉ về hậu viện, đây là lá trà mà quán chủ các đời đích thân trồng trọt, bình thường đều dùng linh tuyền để nuôi dưỡng, lại từng niệm đạo kinh xua tà ma. Gốc cây không đâm cành, mỗi cây chè chỉ kết vài lá chính, gọi là tiên nhân tiêm. Người bình thường uống vào cơ thể khỏe mạnh, bệnh tật bất xâm. Người tu đạo uống sẽ trợ giúp cho tâm tính tu hành, linh khiếu thông suốt, có thể nói là chỗ tốt vô biên. Thật là trà ngon, đáng giá phẩm bình. Ninh Nhụy Nhụy bồi thêm một câu, vừa cười vừa nói, lão Cố, người thường đến đây uống trà sao? Cố lão đạo cười ha ha. Để chén trà qua một bên, trung nam tuyệt cảnh vô số, nhưng kỳ sơn ta cũng được, nơi đó linh khí nồng đậm có lợi cho tu hành, ta còn muốn dùng bộ xương già này sống thêm mấy năm nữa, đương nhiên phải đến đây nghỉ ngơi kết hợp bồi dưỡng. Lời này chẳng khác gì lừa con nít, nếu như Cố lão đạo chỉ là tán tu bình thường, còn có chút đáng tin. Nhưng Cố lão đạo lại là quán chủ của Thanh Ngưu Cung, cho dù linh khí ở núi Trung Nam sung túc đến đâu, thì hắn cũng không thể thường chạy đến đây nghỉ dưỡng, việc này không những liên quan đến các môn phái khác, còn có vấn đề linh khí, cho dù An Tâm Quán không có ý kiến thì Trùng Dương Cung cũng sẽ không đồng ý. Ấy, các ngươi làm gì thế? Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng dưng truyền đến tiếng kêu thất thanh của tiểu đạo cô, ngữ khí vô cùng hoảng loạn. Đi, đi ra ngoài xem. Ninh Nhụy Nhụy hơi ngẩng đầu nhìn Thạch Thuần, hai người lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài. Âm thanh truyền đến từ ngoài cửa viện, sau khi Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần đến gần phát hiện tiểu đạo cô tâm niệm ngã trên đất, đứng đối diện nàng có ba nam nhân cực kỳ cường tráng, hơn nữa trên cổ bọn họ đều treo máy ảnh, trên người còn đeo ba lô máy ảnh, trông có vẻ là du khách. Ngươi không sao chứ? Thạch Thuần tiến lên đỡ tiểu cô đạo tâm niệm, thân thiết hỏi thăm. Tâm niệm lắc đầu, nói không sao, có điều ánh mắt từ đầu đến cuối đều dính chặt vào ba nam nhân xông vào kia. Không có gì cả, đừng hiểu nhầm, chúng ta không phải người xấu. Trong đó có một nam tử đeo kính béo tròn cười ha ha giải thích, ba chúng ta là thợ chụp ảnh, đặc biệt chụp các danh lam thắng cảnh cao bị bỏ sót. Chúng ta thấy đạo quán này tuy rách nát nhưng có một loại mỹ cảm như phế tích, kìm lòng không đặng muốn vào chụp ảnh, nhưng không ngờ bên trong còn có người liền đụng phải tiểu đạo cô, thật sự xin lỗi. Hai người đằng sau nam tử đeo kính béo tròn vẻ mặt không cho là đúng. Không hề cảm thấy là chuyện gì to tác, vượt qua cánh cửa trực tiếp tiến vào. Đừng giả vờ, ta biết các ngươi. Tiểu đạo cô tâm niệm chìa tay ngăn đường đi của hai nam tử kia, buổi đêm mấy ngày trước là ba người các ngươi thậm thụt đến hậu viện trộm nhổ cây trà. Nơi này không hoan nghênh các ngươi, mời các ngươi đi cho. Tiểu đạo cô, ngươi xong chưa hả, không nể mặt nhau chứ gì. Trong đó có một nam tử cao gầy bất mãn nói, ông đây là blogger có 70 vạn fan đấy, đại thần nổi tiếng sẽ trộm đồ của đạo quán rách nát các ngươi sao, chúng ta được mời đến Trùng Dương quán chụp ảnh tuyên truyền, đây là vinh hạnh của các ngươi, không thu tiền của các ngươi đã tốt lắm rồi, còn ở đây líu lo cái gì. Một nam tử trung niên hơi hói đầu cũng không vui nói, được rồi, phí lời với tiểu đạo cô làm gì, ở đây chụp nửa ngày đói quá đi. Đạo quán các ngươi có gì ăn thì nhanh làm cho chúng ta đi.
Tiểu đạo cô tâm niệm không vui nói, các ngươi đi đi, đạo quán chúng ta không hoan nghênh các ngươi, ở đây cũng không có cơm cho các ngươi ăn. Tiểu đạo cô ngứa ra à, nam tử cao gầy ánh mắt bất thiện nhìn tâm niệm, chìa tay ra muốn túm tóc nàng nhưng lại bị Thạch Thuần ngăn cản. Thạch Thuần không che giấu sự khinh thường, quát mắng, các ngươi có mặt mũi hay không hả, lại đi bắt nạt một đứa bé. Còn cái gì mà đại thần, blogger nổi tiếng chứ, ta khinh. Ngươi là kẻ nào, liên quan gì đến ngươi? Nam tử cao gầy liếc mắt cảnh cáo Thạch Thuần, sau đó phát hiện là một đại mỹ nữ thì thái độ lập tức dịu lại ấy, trông xinh thế nhỉ, mỹ nữ có muốn chụp ảnh động không, chúng ta có thể miễn phí. Miễn cái đầu ngươi, Thạch Thuần trực tiếp tung một cước đá bay nam tử kia ra ngoài. Con mẹ nói, ngươi dám đá ta à? Nam tử cao gầy bò dậy từ trên đất, trước tiên kiểm tra máy ảnh treo trên cổ, miệng quát mắng, ngươi có biết máy ảnh của ông đắt cỡ nào không? Nếu hỏng hóc dù bán cả ngươi cũng không đền được. Thạch Thuần cảm thấy người này quá kém, không khỏi hừ lạnh một câu, cái máy ảnh rách của ngươi còn chẳng bằng cái dây giày của ta, bớt làm chuyện đau mắt người nhìn đi, cút mau. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thợ chụp ảnh béo tròn đứng dậy, ra hiệu mọi người bình tĩnh lại, mọi người đừng xúc động, chúng ta thật sự không có ác ý. Bạn ta tính khí không tốt lắm, hắn có chỗ nào đắc tội thì ta xin lỗi thay hắn. Đồ béo, người điên hả? Nam tử cao gầy bất mãn nhổ một ngụm nước bọt vào mặt anh béo, nữ nhân này suýt nữa làm hỏng máy ảnh của ta, hơn 10 vạn đấy, nếu như vỡ một miếng thì cô ta không xong với ta đâu. Cái đạo quán rách nát này đối xử thô lỗ với khách thế sao? Nam tử đầu hói cũng bất mãn nói, nếu như ta nhớ không nhầm thì bên Trùng Dương Cung luôn nhắc đi nhắc lại tất cả đạo quán dưới trướng không được từ chối du khách. Có tin chúng ta lập tức đi cáo trạng với Trùng Dương Cung để họ dỡ sạch cái đạo quán rách nát này không? Ngươi, các ngươi, tiểu đạo cô tâm niệm nghe vậy liền hoảng sợ, bởi vì bên Trùng Dương Cung có người muốn phá dỡ hết tất cả đạo quán xung quanh sau đó che kín lại. Đương nhiên đạo quán trùng tu là chuyện tốt, nhưng vấn đề là sau khi trùng tu xong có lẽ nàng thậm chí sư phụ nàng đều không liên quan nữa. Các ngươi đúng là giỏi, lại đi bắt nạt một tiểu đạo cô. Thạch Thuần thật sự khinh thường ba người này, không vui nói thẳng đi, các ngươi muốn gì, vòng vo nhiều như vậy có tác dụng gì à? Không gì hết, chỉ muốn qua đi chụp ảnh thôi. Thợ chụp béo tròn kéo hai đồng bọn, vẫn cười ha ha nói, tiểu đạo cô nhìn nhầm rồi. Sáng hôm nay ba người chúng ta mới lên đến núi Trung Nam, nhiệm vụ là chụp ảnh tuyên truyền cho các đạo quán xung quanh, cho nên mời tiểu đạo cô phối hợp chút, chúng ta chụp xong sẽ đi. Không được, không thể để các ngươi vào. Tiểu đạo cô tâm niệm vô cùng kiên quyết, tin tưởng tuyệt đối vào ánh mắt của mình, người mấy tối nay chuồn vào nhất định là các ngươi, ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không nhầm được. Con mẹ nó, nói mãi không hiểu hả? Nam tử cao gầy tức giận quát tháo với tiểu đạo cô, đồ tiện nhân, ngươi đừng có mà hối hận, có tin ông đây post mấy tấm ảnh lên mạng, đảm bảo khiến đạo quán các ngươi mất sạch danh tiếng, trở thành chỗ còn thối hơn bãi xít. Thế cũng không thể cho các ngươi vào. Tiểu đạo cô tâm niệm đứng ở ngưỡng cửa, dang rộng hai tay nét mặt phòng bị nhìn mấy người. Ông đây còn không vào được chắc, có bản lĩnh thì ngăn thử cho ông. Nam tử cao gầy thấy sống chết không chịu hiểu, lập tức muốn xông vào. Dù sao chắn trước mặt hắn chỉ là ba nữ nhân mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy thấy ba người này, trong lòng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, mắt thấy Thạch Thuần không kìm được lửa giận muốn ra tay, nàng thấp giọng nói, Thuần Thuần, trước hết ngươi đừng động thủ. Thạch Thuần đâu có đợi được, nàng đã sớm không vừa mắt với tên này rồi, trực tiếp cho một cước chào hỏi gương mặt của nam tử cao gầy. Úi, nam tử cao gầy lập tức bay ra ngoài, cả người đụng vào đống lúa. Máy ảnh trên cổ cũng vỡ tan bành. Quái dị chính là trong máy ảnh không biết từ lúc nào lóe lên một đạo ánh sáng xanh, chiếu thẳng vào mắt Thạch Thuần khiến nàng không tự chủ mà né người. Đồng thời hai người khác cũng nhanh chóng mở máy ảnh, từng ánh sáng xanh chiếu vào Ninh Nhụy Nhụy. Thật ra trong lòng Ninh Nhụy Nhụy đã sớm có dự cảm, lại không ngờ đối phương dùng cách tấn công này, giữa lúc trần trừ đã bị hai ánh sáng đánh lên người. Nhất thời Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần đều giống như bị điểm huyệt đạo, bị ánh sáng cố định không động đậy nổi. Còn về tiểu đạo cô tâm niệm thì đã không thấy bóng dáng nữa. Con mẹ nó, may mà hiệu quả. Nam tử cao gầy lồm cồm bò dậy, theo ta thấy thì đâu cần phiền phức thế, trực tiếp động thủ không được sao, đi đường quyền nhiều thế làm chi,
thật sự phí sức. Thợ chụp ảnh béo tròn trừng mắt với nam tử cao gầy, ngươi thì hiểu cái bíp gì, hai nữ tử kia đều là cao thủ, không dễ đối phó như ngươi tưởng đâu. Cao thủ, nam tử cao gầy cười khẩy, chậm rãi đi đến trước mặt Thạch Thuần, nở nụ cười, có thể cao bao nhiêu, còn không phải đứng ở đây mặc cho ông chém giết sao. Hiện tại ông đây muốn phi lễ nàng có thể làm được gì? Vừa dứt lời nam tử cao gầy liền chìa tay ra, muốn sờ cằm Thạch Thuần. Kết quả tay còn chưa chạm đến Thạch Thuần thì một bóng trắng lóe lên, cả cánh tay của hắn không hiểu sao đã bị chém đứt, sau đó rơi xuống mặt đất. A, nam tử kia lập tức kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Nam tử cao gầy gặp chuyện khiến hai người còn lại bị dọa nhảy dựng lên, hoang mang nhìn đông ngó tây. Ai, là ai, cút ra đây cho ông. Nam tử hói đầu bị dọa cho lông tơ dựng đứng lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thợ chụp ảnh béo tròn cũng hãi hùng không thôi, nhỏ giọng nói, sẽ không phải là nam nhân kia đến chứ. Nam tử hói đầu dứt khoát lắc đầu, không thể nào, chỗ đó có ba vị đình trụ trấn thủ, tiểu tử đó dù không chết thì cũng mất một lớp da, sao có thể qua đây. Vậy chính là gần đây còn có cao thủ khác. Thợ chụp ảnh kia dùng đôi mắt ti hí nhìn xung quanh đạo quán, lẽ nào do người bên trong ra tay? Nam tử đầu hói cũng nghi ngờ việc này, thấp giọng nói, có thể lắm, người ở đây canh giữ, ta vào đó xem sao. A, à, hắn còn chưa nói xong thì lại có một bóng trắng lóe lên, chỉ thấy hai chân của nam tử đầu hói đều bị chém đứt, máy ảnh trên người hắn vỡ nát, ánh sáng xanh tuôn ra lập tức tiêu tan. Rốt cuộc là ai? Thợ chụp ảnh béo tròn lúc này cũng không chống nổi, gào thét vào trong đạo quán, dám động đến người của Bắc Thiên Môn, người nghĩ cho kỹ sau này. Lần này không phải bóng trắng nữa, mà là một bóng người trực tiếp tung cước vào mồm hắn, làm cho toàn bộ hàm răng gãy nát. Đừng kêu nữa, là ta động thủ, Ninh Nhụy Nhụy vẻ mặt tức giận nói. Thợ chụp ảnh béo tròn kinh ngạc, không để ý đến hàm răng vỡ vụn, thất thanh kêu lên, không thể nào. Rõ ràng ngươi đã trúng Trầm Thụy Phương Chu rồi, sao có thể cử động? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai ánh sáng xanh đó đúng là rất lợi hại, có điều bà đây đã sớm có phòng bị. Ninh Nhụy Nhụy hừ lạnh một tiếng, hơi giơ tay liền thấy một bóng trắng bắn ra giữa lòng bàn tay nàng, trực tiếp cắm vào mặt đất. Đây, đây là, thợ chụp ảnh kia mở to mắt, gương mặt tràn ngập sự khó tin. Ninh Nhụy Nhụy thu hồi đao kiếm đang chuyển động hừ lạnh nói, đây là kiếm hoàn, chưa từng thấy à? Đừng, đừng giết ta! Thợ chụp ảnh kia ngược lại là kẻ thông minh, mắt thấy mọi việc thất bại liền xin tha, cũng chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi. Nói dối không biết ngượng, Thạch Thuần ở bên cạnh cười lạnh, chỉ vào hắn nói, vừa nãy ngươi còn thừa nhận mình là người của Bắc Thiên Môn, bây giờ lại nói nhận tiền làm việc, ngươi coi ta là đồ ngốc như ngươi sao? Ta chỉ là đồ bé nhỏ trong Bắc Thiên Môn thôi. Thợ chụp ảnh béo tròn lập tức đổi lời, tiếp đó nói, thật ra lần này tập kích các ngươi An Tâm Quán cũng có phần, tiểu đạo cô kia đã biết trước mọi việc mới cố ý dẫn các ngươi đi ra. Thạch Thuần không vui nói, còn học được cách phu không á, có điều cũng không triệt tiêu được tội lỗi của các ngươi. Hai bà cô à, chỉ cần tha cho ta một mạng thì cái gì ta cũng nói, gì ta cũng làm. Thợ ảnh kia liếc nhìn đồng bọn đau đến hôn mê bất tỉnh, lập tức lựa chọn tốt nhất. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, có phải bên chỗ Hạ Thiên cũng sắp xếp người hay không? Ninh Nhụy Nhụy quát hỏi. Thợ chụp kia không dám chần chừ, trực tiếp trả lời, lần này chúng ta tổng cộng có 27 người, lần lượt do ba vị đình trụ dẫn dắt. Bên Hạ Thiên do ba vị đình trụ đích thân phụ trách, còn lại thì tạo thành ba tổ, một tổ đến đối phó các ngươi. Hai tổ còn lại đi làm nhiệm khác. Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục hỏi, mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì? Mục đích của chúng ta là, á, thợ chụp ảnh đó há mồm muốn nói gì đó, bỗng dưng cổ họng kẹt lại, sau đó hai mắt trợn trừng chết ngay. Thạch Thuần ngơ ngác, vô thức hỏi Ninh Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy tỷ, đây. Cố lão đạo, xem ra ngươi cũng nhằm vào chúng ta. Ninh Nhụy Nhụy lúc này xoay người quả nhiên thấy được Cố lão đạo cười ha ha đứng dưới gốc cây cách các nàng không xa. Cố lão đạo thở dài, từ tốn nói, lời này thật ra không đúng, lão đạo chỉ đến đây thăm bạn thôi. Có điều trên thư bạn già có nói, trong quán bọn họ có bảo vật rơi vào tay người khác, thế là cầu xin ta giúp đỡ, lấy lại thứ đồ đó.
Sau đó ánh mắt của Cố lão đạo nhìn về Lưu Vận Thiết đao nhẫn ở eo Ninh Nhụy Nhụy, tiếp tục nói, vốn lão đạo còn có chút nghi ngờ, An Tâm Quán có thứ đồ gì có thể rơi vào tay người ngoài được, bây giờ thấy Ninh cô nương ra tay mới biết thật sự có bảo bối. Ngươi biết thứ này, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không giấu giếm gì, trực tiếp rút Lưu Vận Thiết nhẫn nắm trong tay hỏi Cố lão đạo. Biết thì có biết, chỉ là chưa từng tận mắt thấy. Cố lão đạo gật đầu, chậm rãi nói, tổ sư sáng lập An Tâm Quán năm xưa có bình khí thành danh gọi là Lưu Vận Thiết nhẫn, nghe nói thanh đao này có thể dài, ngắn, có thể mềm, cứng, là thần binh lợi khí hiếm thấy, có điều nó đã sớm bị thiêu hủy tại đại kiếp vào hơn 100 năm trước. Thanh đao này của ngươi từ đâu mà có? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, đây là do Cát Canh Phong đạo trưởng trong bí cảnh dùng tài liệu đặc thù chế tạo lại. Hắn vốn tặng thanh đao này cho ta, chỉ là ta niệm tình Cát đạo trưởng, cho nên mới muốn trả lại nó và đồ Cát đạo trưởng giao phó cho An Tâm Quán. Không ngờ lại kéo theo nhiều việc như thế. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, Cố lão đại hờ hững trả lời. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, không rõ hỏi, ta chỉ có chút tò mò, chính là thứ trên người ta không có bao người biết, các ngươi lấy tin tức từ đâu? Ninh cô nương, thiên hạ không có bí mật nào cả. Cố lão đạo mỉm cười, sau đó giải thích, việc bí cảnh quy khư sụp đổ trong tu tiên giới đã biết cả rồi, chớ đừng nói chi còn có không ít người sống sót, đủ loại cơ mật tự nhiên cũng sẽ lưu truyền. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy giải thích này có vẻ hợp lý, thế là nói, đa tạ Cố lão đạo giải thích cho ta. Không có gì, thật ra lão đạo biết cũng không nhiều. Cố lão đạo vẫn mỉm cười như ha ha, vốn không muốn đi xuống đống nước này, chỉ là điều kiện Khâu đạo huynh đưa ra quá hấp dẫn, tiếc là bộ xương già của ta phải quay về Thanh Ngưu cung một chuyến. Chỉ sợ sẽ phản tác dụng, cuối cùng mang đến tai họa cho Thanh Ngưu cung ngươi. Ninh Nhụy Nhụy hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn nói. Cố lão đạo cười hai tiếng, giơ tay chỉ vào tiểu đạo đồng trong sảnh, Thanh Ngưu cung chỉ có một hạt giống tu hành này. Nếu lần này thành công, vậy thì Thanh Ngưu cung có được không ít tài nguyên, qua 18 năm có thể khai chi tán diệp, làm rạng rỡ truyền thống. Nếu thất bại, cũng chỉ là nộp cái mạng già của ta ở đây, ta nghĩ hai vị cô nương không đến nỗi hạ thủ với một đứa bé. Ninh Nhụy Nhụy cạn lời với việc này, bọn họ đúng là không thể ra tay với trẻ con. Cố lão đại này xem ra nhằm vào thái độ của các nàng, cho nên mới dám làm vậy. Nếu đã thế thì đừng nói nhảm nữa. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nhìn Cố lão đạo, để ta lĩnh giáo thử xem Cố đạo trưởng có mưu kế gì. Cố lão đạo vẫn mỉm cười, khoát tay nói, lão đạo làm gì có mưu kế, chỉ là sống lâu hơn chút, có vài tư thế để dùng thôi. Hắn còn chưa nói xong, thì cả người Cố lão đạo bỗng dưng biến mất tại chỗ, tiếp theo đạo bào cuốn lên. Mang gió bụi cuồn cuộn đập về phía Ninh Nhụy Nhụy. Nhụy Nhụy tỷ, cẩn thận, Thạch Thuần vội vàng nhắc nhở. Ninh Nhụy Nhụy cũng bị dọa sợ, tốc độ của Cố lão đạo thực sự quá nhanh, hơn nữa hành tung quỷ dị, rõ ràng trong nháy mắt khiến nàng có loại cảm giác hoảng sợ, bất ngờ không kịp đề phòng, đành phải lùi mấy mét, tránh khỏi phạm vi công kích. Ninh cô nương quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể nhanh chóng trốn thoát một kích bào của ta. Bên ngoài cơ thể Cố lão đạo bỗng dưng lóe lên ánh sáng u tối, vậy thử xem tiên thiên cương khí lão đạo luyện chế. Tàn ảnh của Cố lão đạo tung bay, đại bào lần nữa cuốn theo gió bụi đầy trời, mà sát chiêu được ẩn chứa trong đó. Ninh Nhụy Nhụy không biết thực lực của Cố lão đại, chỉ đành tạm tránh mũi nhọn, liên tiếp lùi ra sau, chốt lát sau đã đến cảnh giới không thể tránh né, chỉ đành đương đầu tiếp chiêu. Ru, Cố lão đạo bỗng dưng gầm lên. Hai tay nhẹ nhàng cử động, chỉ thấy một cỗ khí đoàn mang u quang đánh về phía Ninh Nhụy Nhụy. Nhụy Nhụy tỷ, ta giúp ngươi. Thạch Thuần cảm thấy cỗ khí tức này có chút nguy hiểm, không dám để Ninh Nhụy Nhụy một mình gánh chịu, thế nên cũng lao qua. Cỗ khí đoàn hung bạo tập kích, trong phạm vi trăm dặm đều bị nó bao phủ, nháy mắt thôn phệ Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy. Ây, cuối cùng vẫn tạo nghiệt, Cố lão đạo thu tay áo, yên tĩnh đứng im tại chỗ. Cảm khái vô cùng, tâm cảnh có trở ngại, đoán chừng tu đạo của đời này không thể đột phá, chẳng trách lão thiên sư ở núi Long Hổ khuyên ta không nên xuống núi. Ngươi đúng là không nên xuống, cũng không nên làm loại chuyện này. Vốn tính không giết ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi lại ra tay với nữ nhân của ta, vậy thì đừng trách ta. Trong khói bụi cuồn cuộn bỗng dưng vang lên giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi,
ngữ khí tràn đầy sự biếng nhác và ngạo mạn. Hả, hai mắt Cố lão đạo lóe sáng, đạo âm biến ảo, sau đó hóa thành tàn ảnh muốn chạy thoát, cơ mà vẫn chậm chút. Dầm, Cố lão đạo giống như pháo hoa bay ra ngoài 100 mét, đập vào làm đổ bức tường và cây cổ thụ, lại đụng nát hai hòn đá cực lớn mới dừng lại. Lực đạo kinh người như vậy, tốc độ ghê gớm, xem ra thần y đệ nhất thiên hạ đến rồi. Cố lão đạo cố gắng nhịn búng máu đang trào dâng trong cổ họng, cười ha ha nói. Quả thật như vậy, sau khi khói bụi tản đi chỉ thấy Hạ Thiên lười biếng ôm Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, vẻ mặt không vui nhìn Cố lão đạo. 20 năm trước nghe nói thế gian xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế, bất kể là võ công hay y thuật thì đều vô địch thiên hạ. Cố lão đạo chậm rãi bò dậy, lúc ấy lão đạo còn không cho là đúng, phải biết rằng võ công hay y thuật lợi hại thì sao, so với lão đạo thì cũng là kẻ không đáng nhắc tới. Nhưng ngươi chiến đấu với Viên Thiên Chính, sau này lại dùng sức một mình đuổi giết mấy vị tu tiên giả từ vạn giới xâm nhập vào, khi ấy tu tiên giới mới biết ngươi thật sự là nhân tài kiệt xuất, tiềm lực vô hạn. Đáng tiếc người vậy mà không thể ra sức vì tu tiên giới, mà còn gây hại đến tu tiên giới. Cho nên trừ khử ngươi đã là nhận thức chung của địa cầu, của tu tiên giới. Nhận thức chung của các ngươi chẳng có tác dụng gì hết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không hứng thú với tu tiên giới của các ngươi, vốn lười để ý đến các ngươi, ai biết được các ngươi cứ duy trì phẩm chất tự tìm đường chết thế chứ, còn thường trèo lên cả đầu ta, vậy thì xin lỗi. Lần này các ngươi nhất định phải chết. Vậy là tốt rồi, tránh cho người ta nói ra nói vào. Cố lão đạo mỉm cười, đại bào phất lên một cái, ánh sáng màu u lam xuất hiện trên người, lão đạo đã muốn đấu với ngươi từ lâu rồi. Ngươi lớn tuổi rồi, còn sống không tốt sao, tại sao ngươi lại cứ khăng khăng muốn chết thế? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hơi khó hiểu hỏi. Cố lão đạo khẽ cười, song trưởng không ngừng tụ khí. Ngoài miệng vẫn thoải mái đáp lại, bởi vì ta sống đã đủ lâu, cho nên ta muốn dùng cơ thể tàn phế này làm vài việc cho tu tiên giới. Hạ Thiên nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường, cả đám tu tiên giới toàn là phế vật, chẳng mang lại tác dụng gì. Ngươi có làm cái gì cũng đều lãng phí thời gian mà thôi. Lão đầu nhi, ngươi lo về nhà an hưởng tuổi già đi. Ta tu đạo 6-70 năm, cảnh giới gì cũng chẳng cần so đo nữa. Nhưng có nhiều thứ ta muốn biết rõ ràng trước khi chết. Cố lão đạo đứng im, gia tăng cương khí bên trong cơ thể đến cực hạn, cả người tản ra ánh sáng màu xanh lam lóa mắt, rốt cuộc tu tiên giới kém ngươi bao nhiêu, hay ngươi mới là tương lai của tu tiên giới? Nhàm chán. Hạ Thiên không chút lo lắng, cái gì tu tiên giới hay không tu tiên giới, chẳng qua chỉ là một đám phế vật lãng phí tài nguyên, các ngươi có thể làm được gì? Cố lão đạo nghiêm mặt nói, đối với ngươi, có lẽ nó chẳng đáng một đồng, nhưng đối với lão đạo ta, nó lại là ngàn vạn hạt giống đại đạo tu hành. Có người tiên đoán, tương lai ngươi sẽ hủy đi tu tiên giới. Cho nên, lão đạo không thể không mạo hiểm thử trừ bỏ ngươi. Thôi, ngươi đừng nói nhiều nữa, ra tay đi. Hạ Thiên đã chán nghe mấy cái thứ đạo lý rỗng tuếch, hơi không kiên nhẫn khoát tay. Được, vậy ngươi trước tiếp lão đạo một chiêu. Cố lão đạo vọt đến trước mặt Hạ Thiên. Đại bào cuộn lại, hai tay áo dẫn theo cương khí cuồn cuộn đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vẫn thái độ hờ hững như cũ, mặc cho đại bào Cố lão đạo nặng nề đập xuống ngực của hắn. Oanh! Từng luồng ánh sáng màu lam như thủy triều xoay tròn, không ngừng đánh vào cơ thể Hạ Thiên. Ánh sáng màu u lam đó chính là cương khí. Bọn chúng giống như có sinh mệnh, sau khi chạm vào người Hạ Thiên. Bọn chúng lập tức hóa thành những sợi dây khóa chặt kinh mạch và lỗ chân lông trên người Hạ Thiên, thậm chí còn xâm nhập vào đan điền, khí hải. Chưa đầy một giây, bọn chúng đã phong ấn cả người Hạ Thiên từ trong ra ngoài. Này, có phải hắn trúng chiêu rồi không? Cách đó không xa, Ninh Nhụy Nhụy cau mày thật chặt, có chút lo lắng, đang do dự có nên ra tay giúp đỡ Hạ Thiên hay không? Nhụy Nhụy tỷ, tỷ đừng ra tay. Thạch Thuần ngăn lại. Nhỏ giọng giải thích, anh rể không thể nào trúng chiêu đâu. Nếu hắn không nhúc nhích, nói rõ chiêu thức này hoàn toàn vô dụng với hắn. Nhưng lỡ hắn không kịp phản ứng thì sao? Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng hỏi. Thạch Thuần lắc đầu, điều đó lại càng không thể nào. Anh rể cũng chẳng ngốc như thế. Ngoại trừ đối mặt với mỹ nữ tuyệt thế, hắn hoàn toàn chẳng mắc lừa ai. Có vẻ muội hiểu hắn quá nhỉ.
Ninh Nhụy Nhụy có chút buồn cười nhìn Thạch Thuần, nếu không phải muội muốn làm vợ hắn từ lâu, muội sẽ không hiểu hắn đến thế đâu. Nhụy Nhụy tỷ, muội chẳng hiểu tỷ đang nói gì cả. Thạch Thuần cười hì hì, lắc đầu thật mạnh, mấy chuyện này, thật ra bình thường quan sát nhiều một chút sẽ biết ngay thôi mà. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên đằng xa, nghĩ một đằng nói một nẻo, tỷ chẳng rảnh đâu mà quan sát hắn. Hi hi. Thạch Thuần chỉ mỉm cười, làm ra vẻ cao thâm không nói toạc ra. Quả nhiên, Hạ Thiên lại lười biếng ngáp một cái, chán chường nói với Cố lão, xong chưa? Ta thật không biết nên nói ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn hay là cuồng vọng quá mức. Sau khi Cố lão đạo đánh toàn bộ cương khí vào người Hạ Thiên, lúc này ông mới chậm rãi thu tay lại, ngươi tùy ý để lão đạo hành động, khiến cho lão đạo cảm thấy hơi bị sỉ nhục. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không còn chiêu thức nào lợi hại hơn sao? Không còn, lão đạo tu hành cả đời mới sáng tạo ra được một chiêu cương khí hóa sợi này. Hơn 60 năm công lực, chắc cũng đủ cho ngươi tiêu hóa một lát. Cố lão đạo mỉm cười tự tin, chỉ vào Hạ Thiên, chàng trai trẻ, sự ngạo mạn và tự đại của ngươi đang hủy hoại ngươi. Ngươi tự cho mình là vô địch thiên hạ, cho nên ngươi cảm thấy cảnh giới lão đạo không cao, không tạo thành uy hiếp cho ngươi. Hạ Thiên im lặng, thản nhiên nhìn Cố lão đạo thao thao bất tuyệt. Hình như ngươi vẫn không phục. Cố lão đạo lắc đầu, tiếp tục thuyết giáo với Hạ Thiên, ta biết ngươi tuổi nhỏ đã thành danh, được người ta nâng lên vị trí đệ nhất thiên hạ, khó tránh khỏi có lúc đắc chí, ngày càng kiêu căng. Hôm nay, lão đạo dạy cho ngươi một bài học, cũng để cho ngươi biết thiên hạ lớn đến cỡ nào, kỳ nhân dị sĩ loại gì cũng có, càng có vô số công pháp thần diệu, thiên tài địa bảo. Không phải một mình ngươi có khả năng, a. À. Hạ Thiên vung tay, quạt bay Cố lão đạo, ngươi cút sang một bên đi, cứ đứng đó giảng đạo mãi. Ngươi cho rằng công pháp của ngươi có tác dụng với ta. Ngươi không sao cả. Không thể nào. Cố lão đạo bị một bàn tay của Hạ Thiên đánh lăn hơn mấy trăm mét. Cũng may Hạ Thiên còn nương tay, cho nên ông vẫn còn có thể đứng dậy, rõ ràng lão đạo ta đã đánh hết toàn bộ cương khí vào người ngươi. Không có lý nào ngươi lại, rốt cuộc chỗ nào đã xảy ra sai lầm. Ngươi không có sai. Hạ Thiên cười hì hì, chẳng qua cái thứ này vô dụng đối với ta mà thôi. Cố lão đạo không cách nào chấp nhận được lời Hạ Thiên nói, tức giận bác bỏ tuyệt không thể nào. Tiên thiên cương khí của lão đạo chính là tuyệt học Lao Sơn, trên đời này không có ai thoát khỏi bị nó khóa lại khí mạch. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là người thôi, chẳng lẽ ngươi thành tiên thất bại? Ta mượn lời vừa rồi của ngươi đã nói. Hạ Thiên hờ hứng đáp lại, thiên hạ rộng lớn, dạng kỳ nhân dị sĩ nào cũng có. Ngươi không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngươi cảm thấy không có khả năng không có nghĩa là nó không phát sinh. Lão đạo thật sự sống uổng 76 năm. Hôm nay, lão đạo xem như mở rộng tầm mắt. Cố lão đạo cưỡng ép vận chuyển tiên thiên cương khí bên trong cơ thể. Ánh sáng màu u lam một lần nữa phát ra, nhưng... Ngươi hãy để lão đạo thử lại một lần nữa. Nếu không, lão đạo chết cũng không cam tâm. Hạ Thiên lại ngáp thêm một cái, ngươi chết không cam tâm thì có liên quan gì đến ta? Ngươi tiếp ta một chiêu nữa đi. Trong lúc nói chuyện, tiên thiên cương khí một lần nữa ngưng tụ bên trong ống tay áo, giống như tên đã lên dây không phát không được. Ông ta dậm chân tiến lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên, song bảo đánh tới. Chẳng thú vị gì cả. Hạ Thiên lắc đầu, tùy ý bóp nắm tay hờ hững đánh ra ngoài. Bành! Tiên thiên cương khí đụng thẳng vào nắm đấm Hạ Thiên, phát ra tiếng nổ chói tai. Ánh sáng màu u lam nổ tung, phần lớn bắn ngược vào người Cố lão đạo, trong nháy mắt biến thành từng sợi tơ mềm mại tiến vào cơ thể, chỗ nào cũng có, mất một hai giây đã khóa chặt kỳ kinh bát mạch, khổng khiếu quanh thân, bao gồm đan điền khí hải, phá hủy từng cái. A! À. Cố lão đạo đau đớn kêu lên một tiếng, càng khiến cho ông ta đau đớn hơn chính là thành quả khổ tu hơn 60 năm của ông ta một chút cũng không còn. Tuy nhiên, ông ta không trách được ai, tất cả đều do ông ta gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Là ai dám làm loạn trước đạo quán của ta thế? Lúc này, một giọng nói như gần như xa truyền đến tai ba người Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy theo tiếng nhìn sang. Một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào trắng từ đằng xa đạp không mà đến. Cố sư thúc, người không sao chứ? Đạo sĩ mặc áo bào trắng đến nơi, nhìn thấy Cố lão đạo chán nản ngã dưới đất,
lập tức một tay đỡ ông đứng lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố sư thúc bị sao thế? Cố lão đạo đau khổ lắc đầu, tu vi cả đời mất sạch, biểu hiện vô cùng buồn bã, bi thương nói không ra lời. Là các ngươi đã thương cố sư thúc ta. Đạo sĩ áo bào trắng quay đầu nhìn đám người Hạ Thiên, nghiêm nghị quát, rốt cuộc các ngươi có thủ oán gì mà lại ra tay hạ độc thủ như thế? Hạ Thiên nhếch miệng, được rồi, ngươi đừng giả bộ nữa. Ngươi nhìn lén cả nửa ngày ở bên cạnh, bây giờ ngươi nói mấy lời này có thích hợp lắm không? Ngươi, bị Hạ Thiên nói như thế, đạo sĩ mặc áo bào trắng thiếu chút nữa mắc nghẹn, cố đạo trưởng chính là bạn chí giao của sư phụ bần đạo. Các ngươi đánh ông ấy thành như vậy, bần đạo nhất định phải lấy lại công đạo cho ông ấy. Mạc sư chất, được rồi. Cố lão đạo kéo đạo sĩ mặc áo bào trắng lại, tất cả đều do lão đạo tự tìm, không liên quan gì đến bọn họ. Đạo sĩ mặc áo bào trắng khó hiểu, nhưng chuyện gì xảy ra thế? Được rồi, việc này không liên quan đến ngươi và an tâm quán của các ngươi. Cố lão đạo thở dài, khoát tay, ngươi đừng hỏi nữa, lão đạo không còn mặt mũi ở đây thêm một giây một phút nào. Lão đạo xin cáo từ. Nói xong, cố lão đạo vẫy tay vào đại đường, một tiểu đạo sĩ như làn khói chạy ra, dìu ông rời khỏi đạo quán, cản không được mà ngăn cũng không được. Cố sư thúc, không phải người đến gặp sư phụ của ta sao? Đạo sĩ mặc áo bào trắng có chút gấp lên, tại sao người lại đi vào lúc này? Cố lão đạo cùng với tiểu đồ nhi càng đi càng xa, âm thanh đứt quãng truyền về, chuyện đã thất bại, ta cũng không còn mặt mũi tạm biệt. Lão đạo quay về Lao Sơn đây. Đạo sĩ mặc áo bào trắng nhìn theo hai người cố lão đạo rời đi, sau đó lạnh lùng nhìn ba người Hạ Thiên, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi đến an tâm quán của ta làm gì? Chúng ta vốn định tìm quán chủ an tâm quán. Có một người nhờ ta giao cho ông ta một vật. Ninh Nhụy Nhụy bước đến, chậm rãi nói. Đạo sĩ mặc áo bào trắng lạnh lùng đáp, bần đạo chính là quán chủ an tâm quán. Có đồ gì, ngươi cứ để lại rồi đi đi. Ngươi là quán chủ, Ninh Nhụy Nhụy có chút không tin. Bần đạo Minh Hạo tiên tử, 30 năm trước đã là quán chủ an tâm quán. Đạo sĩ mặc áo bào trắng thấy Ninh Nhụy Nhụy không tin, trong lòng hơi khó chịu. Thạch Thuần lên tiếng, vừa rồi vị cố lão đạo kia có nói quán chủ họ Khâu hoặc họ Nhậm, chứ không nói họ Mạc. Cố sư thúc nói đúng đấy, sư phụ ta là Khâu Kiến Cơ, còn sư tổ ta là Nhậm Canh Tân. Đạo sĩ mặc áo bào trắng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, 60 năm trước, sư tổ ta đã tiên du, sư phụ thì vẫn còn khỏe mạnh, đang ở hậu viện, không phải các ngươi muốn tìm ông ấy chứ? Có lẽ vậy, chúng ta muốn gặp ông ấy một chút. Ninh Nhụy Nhụy sinh lòng cảnh giác với vị đạo sĩ mặc áo bào trắng này. Nàng nghĩ vị Khâu quán chủ kia hẳn sẽ biết chuyện của các đạo trưởng, vì thế nàng nhẹ gật đầu. Niệm Tâm, ngươi dẫn ba vị khách này đến hậu viện gặp sư tổ của ngươi. Đạo sĩ mặc áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, nói to về phía đại đường. Tiểu cô nương tên Niệm Tâm chạy đến, đạo sĩ mặc áo bào trắng chắp tay với ba người, bần đạo còn có chuyện phải xử lý, thứ cho không tiếp đãi chu đáo. Nói xong, ông ta lập tức quay người rời đi. Người này có vấn đề. Thạch Thuần nhìn đạo sĩ mặc áo bào trắng vội vàng rời đi, nghi ngờ hỏi, anh rể, người có cần xử lý ông ta hay không? Ninh Nhụy Nhụy nhìn Thạch Thuần, bất mãn nói, này, sát tính đó của muội lấy ở đâu ra thế? Cho dù ông ta có vấn đề, nhưng cho đến lúc này, ông ta vẫn chưa làm chuyện gì hại chúng ta. Thạch Thuần không nhìn được phản bác lại, nếu chẳng may ông ta đã làm rồi thì sao? Ai biết được chuyện vừa nãy có phải ông ta âm thầm sắp xếp hay không? Nhưng muội cũng không thể chỉ vì hoài nghi mà giết người. Ninh Nhụy Nhụy luôn có quy tắc ứng xử chuẩn mực của riêng mình. Nàng xem Thạch Thuần như em gái ruột, cho nên nàng cảm thấy Thạch Thuần bị Hạ Thiên ảnh hưởng quá sâu, cách xử lý và làm người luôn thù địch người khác. Anh rể, ngươi nói như thế nào? Thạch Thuần quả nhiên quay sang nhìn Hạ Thiên. Mặc kệ ông ta đi. Hạ Thiên bất cần, chỉ cần ông ta không tìm đường chết, chúng ta cũng chẳng cần lãng phí thời gian để ý đến mấy loại người ngớ ngẩn này. Thạch Thuần ngẫm lại thấy cũng đúng. Người có vấn đề trên thế giới này nhiều lắm. Nếu ai cũng để ý hết, nàng chắc chắn sẽ bận không có thời gian để thở, mà cái sự bận rộn đó lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Tiểu đạo cô Niệm Tâm chạy đến, sợ hãi nói, Khâu sư tổ đang ở hậu viện, để ta dẫn mọi người đến đó. Được rồi,
người dẫn đường đi. Ninh Nhụy Nhụy thấy tiểu đạo cô sợ hãi, mỉm cười trấn an, người đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, chúng ta không làm hại ngươi đâu. Tiểu đạo cô gật đầu, không nói thêm câu nào, chỉ cắm đầu đi về phía hậu viện. Ba người Hạ Thiên theo sát đằng sau. Một lát sau, mọi người vòng qua đạo quán đến trước một căn phòng bằng đá nhỏ. Cửa phòng khóa chặt, thậm chí còn được gia cố bằng một sợi xích sắt dày bằng cánh tay của một đứa trẻ. Tiểu đạo cô niệm tâm lấy chìa khóa từ trong túi áo ra, mở ổ khóa rồi đẩy cửa vào. Nàng nghiêng người nói với ba người Hạ Thiên, Khâu sư tổ đang ở bên trong, mời mọi người vào. Thạch Thuần hơi cảm thấy lạ, cửa này khóa lớn khóa nhỏ, còn thêm xích sắt, chẳng lẽ sư tổ các ngươi bị điên? 30 năm trước, thần trí của Khâu sư tổ bắt đầu không tỉnh táo. Chỉ cần không để ý, ông ấy sẽ ra ngoài đả thương người. Tiểu đạo cô niệm tâm nhẹ giọng giải thích, đây cũng là yêu cầu của sư tổ, cũng không phải đạo quán và sư phụ ngược đãi ông ấy. Mọi người vào trong cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không được kích thích sư tổ. Nếu không, các người sẽ gặp nguy hiểm. Cảm ơn ngươi vì đã nhắc nhở, nhưng chúng ta không sao đâu. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, xoa đầu tiểu đạo cô, nếu ngươi sợ, ngươi cũng không cần canh chừng ở đây. Vâng, tiểu đạo cô niệm tâm nhìn vào mắt Ninh Nhụy Nhụy, do dự một hai giây rồi quay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nếu như, ta nói nếu như sư tổ nổi điên, các người chỉ cần ngồi xổm dựa vào tường, sẽ không có việc gì đâu. Ninh Nhụy Nhụy khoát tay, ta cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ngươi đi đi. Lúc này, tiểu đạo cô niệm tâm mới chạy về đại đường, đoán chừng là đi tìm sư phụ của nàng. Đi, chúng ta vào bên trong xem sao. Nhìn thấy tiểu đạo cô rời đi, Ninh Nhụy Nhụy kéo Thạch Thuần bước vào bên trong. Vừa bước vào trong, cả người giống như đi vào hầm băng. Trong nháy mắt, một luồng khí tức rét lạnh đập vào mặt. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi rùng mình một cái. Tiểu muội chân dài, cô không sao chứ? Hạ Thiên đưa tay đặt lên lưng Ninh Nhụy Nhụy, lập tức trừ đi hàn khí trên người nàng. Ta đỡ hơn rồi, cảm ơn ngươi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu với Hạ Thiên, nói một câu, trong phòng có hàn khí, mọi người cẩn thận. Hạ Thiên hơi bất mãn, tiểu muội chân dài, cô còn nói cảm ơn ta. Cô hơi khách sáo quá rồi đấy. Quen miệng thôi mà. Ninh Nhụy Nhụy lườm Hạ Thiên một cái, nếu ngươi không thích, về sau ta không nói nữa. Hạ Thiên cười hì hì, nhưng cô là vợ ta, lại đi cảm ơn ta, chẳng khác gì sỉ nhục ta. Ninh Nhụy Nhụy há to miệng, cuối cùng ngậm miệng không nói. Hi hi, Nhụy Nhụy tỷ đã chấp nhận, anh rể, chúc mừng ngươi đã nắm được Nhụy Nhụy tỷ trong tay. Thạch Thuần nháy mắt ra hiệu với Hạ Thiên, nói bằng giọng hâm mộ, chậc chậc chậc, đôi chân dài này đúng là tiện nghi cho ngươi. Anh rể, đến lúc đó ngươi và Nhụy Nhụy tỷ chơi đùa, nhớ dẫn ta theo nhé. Đương nhiên, ta chỉ tham quan, không tham chiến. Bốp! Ninh Nhụy Nhụy tức giận đánh vào ót Thạch Thuần một cái, mắng to, muội có biết muội đang nói cái gì không? Con gái con lứa lại không biết xấu hổ. Sợ gì chứ, dù sao sau này muội cũng phải đụng đến mà. Thạch Thuần nhếch miệng, khinh thường nói, nếu muội không tìm cơ hội quan sát một chút, chẳng may đến lúc đó tư thế không đủ phong phú, không đủ thoải mái thì phải làm sao bây giờ? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy nàng không nói lại Thạch Thuần, chỉ có thể sử dụng đả kích vật lý, hai ngón trỏ co lại điểm vào hai bên huyệt thái dương của Thạch Thuần. Này, đừng chọc nữa, Nhụy Nhụy tỷ, muội sai rồi. Thạch Thuần lập tức nhận sai. Khách quý đến cửa, vì sao các người không vào trong ngồi một chút? Một giọng nói già nua phát ra từ căn nhà đá. Vậy chúng ta xin phép quấy rầy. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy mới buông tha cho Thạch Thuần. Bước thẳng vào trong. Hạ Thiên và Thạch Thuần theo sát đằng sau. Bên trong gian phòng đá cũng rất sáng sủa, ít nhất có thể nhìn thấy người và bài trí bên trong. Mọi người vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái bàn đá, ba băng ghế đá, trên bàn còn bày một bộ pha trà hoàn chỉnh. Một lão già tóc trắng gương mặt hiền hòa đang yên tĩnh pha trà. Nhìn thấy ba người Hạ Thiên bước đến, ông ngẩng đầu lên, hoan nghênh, mời mọi người ngồi. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi đánh giá ông cụ tóc trắng. Người này ít nhất cũng phải 8-9 chục tuổi. Mái tóc bạc trắng dài xuống thắt lưng. Mặc dù ông mặc một bộ áo gai vải thô nhưng khí độ xung hòa, có phong phạm của một cao nhân ẩn sĩ. Lão nhân gia,
ngươi chính là lão đạo trưởng Khâu Kiến Cơ. Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng hỏi. Ông cụ tóc trắng cười ha hả, nhẹ gật đầu, khó có được còn có người nhớ lão già ta. Đến đây đi, ta mời mọi người uống một chén trà. Nói xong, ông rót cho ba người Hạ Thiên một chén trà nóng, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt ba người. Ninh Nhụy Nhụy phát hiện, bên trong gian nhà đá không hề có nơi để nhóm lửa pha trà. Trong phòng hàn khí lạnh lẽo, cũng không có khả năng chuẩn bị trà nóng để chờ bọn họ như vậy. Cho nên, nước trà này rất có thể đã được lão đầu trước mặt dùng chân khí để nấu. Ồ, loại trà này uống vào mát thật, Thạch Thuần cũng không suy nghĩ nhiều như thế, cầm chung trà lên uống một hớp to, trong nháy mắt cảm giác nóng tiêu tán, so với ăn kem còn muốn dễ chịu hơn, anh rể, Nhụy Nhụy tỷ, mọi người cùng uống nhanh lên. Hạ Thiên thản nhiên uống một ngụm trà. Đúng là rất mát, Ninh Nhụy Nhụy chỉ nhẹ nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng đánh giá thành phần nước trà, không biết Khâu quán chủ đã dùng loại trà gì thế. Ông cụ tóc trắng tiện tay nhấc nắp ấm trà lên, hơi nghiêng thân ấm lại, các người xem đi rồi sẽ biết. Trà trong ấm gốm ngoại trừ nước óng ánh trong suốt, còn có một vật nhỏ như sợi tóc không ngừng quay vòng trong ấm. Ồ, bên trong có côn trùng, Thạch Thuần nhanh miệng nói. Ninh Nhụy Nhụy hơi nhướng mày. Khó hiểu nhìn ông cụ tóc trắng, đây là vật gì thế? Ông cụ tóc trắng cũng không trả lời, quay sang nhìn Hạ Thiên, cười hỏi, ngươi có biết vật đó là gì hay không? Một con băng long thôi mà, có gì to tát đâu? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói băng long cũng không đúng, chỉ là một đoạn gân trên người băng long. Quả nhiên ánh mắt rất tốt, ông cụ tóc trắng mỉm cười giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên, nhiều năm như vậy. Ta đã cho rất nhiều cao nhân thế ngoại nhìn qua thứ này. Kết quả không ai đoán đúng. Chỉ có ngươi, quả nhiên chỉ có ngươi, và cũng chỉ có ngươi. Anh rể, ta chẳng hiểu mọi người đang nói gì. Gương mặt Thạch Thuần tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ rồng thật sự tồn tại ở trái đất sao? Ông cụ tóc trắng mỉm cười, tất nhiên là tồn tại rồi. Chúng ta không phải có danh xưng truyền nhân của rồng sao? Nếu không có rồng, làm sao có truyền nhân? Rồng không phải là thần thú trong truyền thuyết à? Thạch Thuần vẫn hoài nghi, ta nhớ trước kia có người đã nói qua, rồng là loại động vật chắp phá từ những loại động vật khác như sừng dê, thân rắn. Tại sao ngươi không đảo lại? Ánh mắt ông cụ tóc trắng sáng lên nhìn Thạch Thuần. Thạch Thuần ngẩn người, đảo lại. Được rồi, Khâu lão đạo trưởng, chúng ta đến tìm ngươi cũng không phải để thảo luận vấn đề này. Ninh Nhụy Nhụy cắt ngang cuộc đối đáp giữa ông cụ tóc trắng với Thạch Thuần. Đi thẳng vào vấn đề, ta nhận ủy thác của một người đến trả một vài thứ cho An Tâm quán. Vậy ngươi tìm đồ nhi ngoan của ta không được sao? Bây giờ hắn ta mới là quán chủ của nơi này. Ông cụ tóc trắng mất hứng, cầm ấm trà lui vài bước, ngồi xếp bằng trên chiếc giường đá, các ngươi đi đi. Ta chẳng có hứng thú với thứ gì của các ngươi cả. Có một lão đạo sĩ tên Cát Canh Phong nhờ ta chuyển dùm. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm biểu hiện ông cụ tóc trắng. Chậm rãi hỏi, người thật sự không có hứng thú. Ông cụ tóc trắng nhướng mày, ánh mắt tản ra tinh quang, không thể nào. Các sư thúc của ta đã sớm tiên du mấy chục năm, các ngươi nói xạo ta như thế, các ngươi muốn gì? Ninh Nhụy Nhụy lấy một cái túi vải xanh bên trong túi sách của mình ra, bao gồm cả lưu vân thiết hoàn, tất cả đều đặt lên trên bàn, đồ đều ở đây, có phải hay không là vật của các đạo trưởng, tự ngươi đoán đi. Ông cụ tóc trắng hoài nghi. Nhưng vẫn bước đến bàn mở cái túi ra. Đồ bên trong cái túi xanh cũng chẳng phải thứ gì hiếm lạ, chỉ là một con ve sầu bằng gỗ, một bút lông chọc đầu, hai màn thầu cứng như đá vẫn còn lưu lại dấu răng, còn có một bản đồng dao viết tay. Ông cụ tóc trắng kích động không thôi, mắt ươn ướt, đây thật sự là đồ của các sư thúc. Tại sao các ngươi lại có chúng? Không phải có mà là các đạo trưởng đích thân giao cho ta. Ninh Nhụy Nhụy nói sơ qua chuyện trong bí cảnh dưới đáy biển một lần, sự việc chính là như vậy. Khâu đạo trưởng tin hay không cũng không quan trọng, chuyện mà ông ấy phó thác, ta đã làm xong. Không, không đúng, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi lừa gạt lão phu. Ông cụ tóc trắng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, trong mắt đỏ bừng, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng, sát khí tràn ngập, trong phạm vi vài dặm cũng vì nó mà chấn động. Gian phòng đá không chịu nổi sự chấn động, trong nháy mắt đổ sụp, thậm chí còn tạo thành một cái hố sâu mấy thước. An Tâm quán, đại đường. Tiểu đạo cô niệm tâm cung kính quỳ xuống, đầu cúi sát mặt đất.
Bọn họ đâu rồi? Quán chủ Mạc Thủ Huyền từ trên cao nhìn xuống tiểu đạo cô, lạnh giọng hỏi một câu. Người tiểu đạo cô niệm tâm run lên, yếu ớt đáp, đã đưa đến phòng của sư tổ. Rất tốt, cuối cùng cũng không tiếp tục xuất hiện sai lầm. Bằng không, tiểu tiện nhân ngươi chết rồi. Mạc Thủ Huyền hơi khó chịu khi nhớ lại chuyện vừa nãy. Lúc này, ông ta trút giận lên người tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô niệm tâm không dám phản bác, đành phải im lặng quỳ ở đó. Ngươi cho lão già kia uống thuốc chưa? Mạc Thủ Huyền lãnh đạm hỏi. Đồ đệ đã cho sư tổ uống khi hai vị cô nương kia tiến vào đạo quán. Tiểu đạo cô nhẹ gật đầu. Mạc Thủ Huyền thở ra một hơi, bóp ngón tay, lẩm bẩm, chiếu theo thời gian, bệnh của lão già đó rất nhanh sẽ phát tác. Bây giờ ta chờ bọn họ náo loạn với nhau, đến lúc đó, mặc kệ bên nào chết, kết quả cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Như vậy, bổn quán chủ có thể đi nhặt tiện nghi có sẵn rồi. Nói đến đây, mặt Mạc Thủ Huyền đột nhiên nhăn lại, tức giận mắng to, đám ngu xuẩn Bắc Thiên Môn ra châu thổi đến vang trời. Kết quả, ngay cả cọng lông chân của Hạ Thiên cũng không chạm đến được, đúng là phế vật. Rốt cuộc ta vẫn phải lợi dụng bệnh điên của lão già kia. Chỉ tiếc bệnh điên đó phát một lần lại ít đi một lần. Qua lần này, chỉ sợ lão ta không sống được bao lâu nữa. Thật sự đáng tiếc. Tiểu đạo cô niệm tâm nghe xong, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, sợ sư phụ của nàng trở mặt giết chết nàng, người không khỏi run lên bần bật. Này, ngươi sợ cái gì chứ? Vi sư sẽ không giết ngươi đâu. Mạc Thủ Huyền hơi buồn cười nhìn tiểu đạo cô đang run lẩy bẩy đứng ở nơi đó, khoát tay nói, được rồi, nơi này không còn việc của ngươi nữa. Sư phụ, vậy còn chuyện người nhà của con thì sao? Tiểu đạo cô niệm tâm do dự một lát, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi. Hai mắt Mạc Thủ Huyền nhắm lại, bỗng đạo bào lóe lên. Tiểu đạo cô niệm tâm bị đá một cước, cả người đâm vào vách tường, nặng nề rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu. Ngươi có tư cách gì mà ra điều kiện trước mặt bổn quán chủ ta? Mạc Thủ Huyền vô cùng chán ghét, nếu không phải bổn quán chủ có lòng tốt thu nhận ngươi, thỉnh thoảng đưa thuốc cho người nhà của ngươi, lúc này cả nhà ngươi đã chết hết rồi. Cho nên, bổn quán chủ nói ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, đừng tự tung tự tác chủ trương, hiểu chưa? Tiểu đạo cô không dám nói nhiều, thậm chí vết máu trên miệng cũng không dám lau. Cút đi! Mạc Thủ Huyền càng nhìn càng cảm thấy chán ghét, lại mắng, ngươi còn không biến đi. Ngươi có tin ta không cung cấp thuốc cho người nhà của ngươi nữa không? Tiểu đạo cô niệm tâm không dám do dự, chậm rãi lăn ra khỏi đại đường. Hừ, đúng là nha đầu hạ tiện. Mạc Thủ Huyền nhìn thấy, chỉ cười nhạo một tiếng, cũng không để trong lòng, tập trung tinh thần suy nghĩ làm sao để kiếm tiện nghi. Qua mấy phút, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng oành. Chấn động toàn bộ mặt đất lung lay theo. Thời cơ đã đến. Mạc Thủ Huyền vui mừng quá đỗi, quát lớn, niệm tâm, lấy pháp khí cho vi sư. Ngươi hãy đi theo vi sư báo thù cho sư tổ. Còn chưa dứt lời, Mạc Thủ Huyền không chờ niệm tâm xuất hiện, mũi chân điểm một cái nhảy đến trước mặt gian nhà đá hậu viện. Gian nhà đá đã bị sập, chỉ còn lại cái hố sâu vài mét, một ông lão tóc trắng không rõ sống chết nằm bên trong. Sư phụ! Người không sao chứ? Mạc Thủ Huyền đứng bên cạnh cái hố, hô to vào trong, ba tên tặc tử đáng chết kia đã ra tay với sư phụ. Sư phụ hãy nhìn đồ nhi tìm bọn chúng, báo thù cho người. Mạc Thủ Huyền làm bộ tìm kiếm trong phế tích còn sót lại của gian nhà đá. Kết quả khiến ông ta thất vọng, bởi vì ông ta cái gì cũng không phát hiện ra. Mạc quán chủ, không biết ngươi đang tìm cái gì thế? Ninh Nhụy Nhụy đẩy đống đá che trước người nàng ra, yên lặng nhìn Mạc Thủ Huyền, nếu ngươi không ngại, ta giúp ngươi tìm xem. Ngươi không bị gì sao? Mạc Thủ Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn Ninh Nhụy Nhụy không hề bị một vết thương nào, ánh mắt thoáng hiện lên sự nghi ngờ, nhưng rất nhanh chuyển sang phẫn nộ tiện nhân ngươi đúng là đáng ghét. Ta vốn cho rằng các ngươi là thiện khách, cho nên ta đã để các ngươi đến gặp sư phụ ta. Nghĩ không ra các ngươi lại ra tay với sư phụ. Tội đáng chết vạn lần. Thạch Thuần xuất hiện từ một nơi khác, bất mãn nói, được rồi, ngươi đừng có ở đó nói tội đáng chết vạn lần nữa. Ngươi cứ làm bộ mãi không thấy mệt sao. Bổn quán chủ không biết ngươi đang nói cái gì nữa. Mạc Thủ Huyền giận tím mặt, sư phụ ta và các ngươi không thù không oán, vì sao các ngươi lại ra tay hạ sát sư phụ ta chứ?
Đúng vậy, chúng ta và sư phụ của ngươi không thù không oán, tại sao chúng ta lại muốn xuống tay với ông ấy chứ? Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Mạc Thủ Huyền lạnh giọng nói, làm sao bổn quán chủ biết được các ngươi có tâm địa độc ác gì? Tóm lại, nếu hôm nay các ngươi không có lời giải thích với ta, các ngươi cũng đừng hòng bình yên rời khỏi nơi này. Ồ, Nhụy Nhụy tỷ, người này ngược lại không ngu. Thạch Thuần cười hì hì nói, chắc ông ta nhìn ra được ông ta đánh không lại chúng ta, cho nên ông ta đã chuyển từ báo thù rửa hận thành không cho chúng ta bình yên rời đi. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, lời nói có chút trào phúng, loại người mà muốn sống lâu, ánh mắt tất nhiên sẽ tốt. Đáng tiếc đầu óc lại không được tốt cho lắm. Ngươi, rốt cuộc các ngươi đang nói gì thế? Mạc Thủ Huyền dần dần cảm thấy không ổn, Niệm Tâm, ngươi đang làm gì thế? Ngươi còn không mau mang pháp khí của vi sư đến đây. Ngươi không cần gọi nữa, tiểu đạo cô sẽ không nghe ngươi nữa đâu. Thạch Thuần nhếch miệng, bất mãn nói, ngươi cư xử xấu xa với nàng ấy như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi không cảm thấy áy náy sao? Ngươi còn hy vọng nàng ấy sẽ trung thành với ngươi. Niệm Tâm, ngươi còn không ra, vi sư sẽ tức giận đấy. Mạc Thủ Huyền thấy Niệm Tâm không đến, lửa giận trong lồng ngực như muốn bùng nổ, ngươi không muốn giải độc trên người ngươi sao? Ngươi không muốn chữa khỏi bệnh cho người nhà của ngươi nữa à? Ngươi! Nói đến đây, Mạc Thủ Huyền bỗng nhiên nhận ra điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại sao ngươi không nói nữa đi? Thạch Thuần cười hì hì. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, ở bên cạnh bổ sung, ông ta không phải người ngu, tất nhiên ông ta đã đoán được kết quả. Tốt, tốt, tốt. Xem ra bổn quán chủ thật sự đánh giá thấp các ngươi. Mạc Thủ Huyền nghiến răng, gương mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nếu các ngươi tưởng bổn quán chủ không có biện pháp nào với các ngươi, vậy thì các ngươi sai rồi. Thạch Thuần mím môi, ngây thơ hỏi Mạc Thủ Huyền, ồ, chẳng lẽ ngươi còn có tuyệt chiêu dưới đáy hòm? Nhưng ta chẳng hứng, anh rể của ta sẽ làm ta mất hứng. Mạc Thủ Huyền bỗng lấy ra một cái bình nhỏ đựng chất lỏng màu xanh, đưa lên cho Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần thấy. Bổn quán chủ đã sớm chôn Trầm Thụy Phương Chu xuống bốn phía đạo quán. Chỉ cần ta cho nổ cái thứ chất lỏng này, trong phạm vi 10 dặm sẽ hóa thành cho tàn, các ngươi cũng sẽ chôn cùng bổn quán chủ. Trầm Thụy Phương Chu, Thạch Thuần nhăn mũi, ta chưa từng nghe qua. Cái thứ đồ chơi này là gì thế? Kiến thức Ninh Nhụy Nhụy rất rộng, lập tức đã đoán ra, đơn giản chỉ là bom loại chất lỏng mà thôi. Mạc Thủ Huyền nói, đương nhiên. Chỉ cần các ngươi thức thời rời khỏi nơi này, đừng xen vào việc người khác, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nhụy Nhụy tỷ, đầu óc người này đúng là có bệnh. Thạch Thuần lần đầu tiên nhìn thấy một người không rõ tình thế như vậy. Bây giờ ông ta vẫn còn cho rằng mình còn thẻ đánh bạc có thể có kè mặc cả. Bổn quán chủ sống đã hơn 50 năm, cũng đủ rồi. Mạc Thủ Huyền nhe răng cười, lên tiếng khuyên bảo Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần. Hai vị cô nương đều là tuổi trăng tròn, còn có một khoảng thanh xuân dài phía sau, chẳng lẽ các ngươi muốn chôn cùng với ta? Người ngu thì hay suy nghĩ nhiều. Một giọng nói lười biếng bỗng nhiên vang lên, cho dù ngươi ngớ ngẩn cho nổ tung nơi này, tiểu muội chân dài và Thuần Nha đầu cũng không bị tổn thương một sợi lông. Hạ Thiên, ngươi quả nhiên không sao. Mạc Thủ Huyền sầm mặt lại, đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang nắm tay tiểu đạo cô Niệm Tâm, lập tức nổi giận mắng, Niệm Tâm. Ngươi dám phản bội ta. Ngươi và người nhà của ngươi thất khiếu sẽ chảy máu mà chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngu thì vẫn là ngu. Hạ Thiên không khỏi nhếch miệng, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Ngươi nói với ta mấy lời như thế, quả thật khiến người ta cười đến rụng răng. Sư phụ, ta cảm ơn ngươi đã bồi dưỡng ta mấy năm qua, nhưng ta cũng là người, ta không muốn bị ngươi bài bố nữa, cũng không muốn hại sư tổ, càng không muốn hại những người khác. Tiểu đạo cô Niệm Tâm cố nén sợ hãi, rốt cuộc cũng nói lên những lời trong lòng với Mạc Thủ Huyền. Nói xong, nàng lo sợ núp sau lưng Hạ Thiên. Nhà đầu đáng chết này, Mạc Thủ Huyền còn chưa kịp mắng lời thô tục, gương mặt đã bị bàn chân của Thạch Thuần đạp trúng, cả người bay ra ngoài hơn 10 mét, nặng nề rơi xuống đất. Nếu các ngươi đã bức bổn quán chủ, mọi người đồng quy vu tận với nhau đi. Mạc Thủ Huyền bò dậy, duỗi tay lau miệng. Kết quả răng nát và máu rơi xuống. Ông ta đã nổi điên, dùng lực bóp nát cái bình đựng chất lỏng màu xanh trên tay. Từng luồng ánh sáng lạnh màu xanh từ khe hở nắm đấm Mạc Thủ Huyền tản ra.
mỗi một luồng đều sắc bén như bảo kiếm vừa mới mài xong. Mặc kệ là cây cối, phòng ốc, mặt đất đều bị chém trúng, bao gồm Mạc Thủ Huyền cũng bị ánh sáng màu lam cắt thành vô số khối. Tuy nhiên, bởi vì những luồng ánh sáng lạnh màu lam này quá nhanh quá sắc bén, cho dù Mạc Thủ Huyền đã bị cắt thành mấy vạn đoạn, ông ta vẫn có thể duy trì ý thức một khoảng thời gian. Hạ Thiên, người có lợi hại như thế nào đi chăng nữa, người cũng phải trơ mắt nhìn người đàn bà của mình chết đi. Mạc Thủ Huyền dùng chút khí lực sau cùng của mình giống lên với Hạ Thiên, người phải chôn cùng với ta, ha ha ha. Đám sát thần không làm được, viên gia ẩn tàng không làm được, thiên cung không làm được, nhưng Mạc Thủ Huyền ta lại làm được. Ngươi làm được cái rắm. Hạ Thiên lại ngáp một cái, tay hóa thành chảo chộp lấy một luồng ánh sáng màu lam vỗ về phía Mạc Thủ Huyền, cái này đồ chơi này chẳng đả thương được ta đâu. Ngươi nên giữ lại hưởng thụ một mình đi. Không thể nào, Mạc Thủ Huyền mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Trầm Thụy Phương Chu là lợi khí có 102 nhằm vào tu tiên giả do Tiêu gia đặc biệt nghiên cứu ra. Cho dù ngươi có tu vi kim đan kỳ, ngươi cũng không thể bình yên vô sự như vậy được. Hạ Thiên cười hì hì, trên thực tế, mấy cái thứ ngớ ngẩn mà các ngươi nghiên cứu ra được lại không có tác dụng, có phải ngươi giận lắm không? Phốc! Mạc Thủ Huyền tức đến mức cả người nổ tung, biến thành từng vũng máu ngấm xuống mặt đất. Đa tạ ân cứu mạng. Lúc này, ông cụ tóc trắng đã tỉnh, leo lên khỏi hố, thành tâm nói lời cảm ơn Hạ Thiên. Ban đầu, ông nổi điên không hề báo trước, chân khí trong thể bạo tẩu không khống chế được. Nếu không phải Hạ Thiên kịp thời châm cho ông một châm, phóng thích chân khí cuồng bạo trong cơ thể ông ra ngoài, đoán chừng ông cũng không khác gì Mạc Thủ Huyền, bị nổ thành thịt nát đầy đất. À, sư tổ ra ra, ngươi không sao chứ? Tiểu đạo cô niệm tâm nhìn thấy ông cụ tóc trắng, lập tức kêu một tiếng, vọt đến đỡ ông dậy. Ta không sao, ông cụ tóc trắng xoa đầu tiểu đạo cô niệm tâm, ngươi là đứa bé tốt, tốt như phụ mẫu của ngươi vậy. Mấy năm qua vất vả cho các ngươi rồi. Tiểu đạo cô niệm tâm vốn đang bình thường, nghe ông nói xong, nhịn không được mà khóc lên, cũng không biết là vì ủy khuất hay là vì cái gì khác. Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc nhìn ông cụ tóc trắng và tiểu đạo cô niệm tâm. Nàng luôn cảm thấy trong lời nói của ông cụ dường như cất giấu một bí mật nào đó. Ba vị, bộ xương già ta vừa mới mất hơn phân nửa công lực, bây giờ ta hơi mệt một chút. Ông cụ tóc trắng cố hết sức nhấc eo lên, cười khổ nói, ta mời ba vị vào trong đường nội trò chuyện. Có một số việc, ta muốn tâm sự cùng ba vị. Sư tổ ra ra, chỗ này, tiểu đạo cô niệm tâm chỉ vào đống bừa bộn bên ngoài. Đám người kia tính toán đủ kiểu, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết quá nhiều. Ông cụ tóc trắng thản nhiên nói, cho nên, ngươi không cần để ý đến, sẽ có người đến thanh lý tàn cuộc. Tiểu đạo cô niệm tâm gật đầu, cái hiểu cái không, vâng. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên sinh ra hứng thú với An Tâm Quán. Nàng có rất nhiều nghi hoặc còn chưa được giải, vì thế nàng không do dự mà gật đầu. Hạ Thiên và Thạch Thuần tỏ vẻ không có ý kiến, chỉ đi theo Ninh Nhụy Nhụy tiến vào đại đường. Một lần nữa ta xin cảm ơn ân cứu mạng của ba vị, đồng thời cứu vãn An Tâm Quán không bị đứt đoạn truyền thừa. Tiến vào đại đường, ông cụ tóc trắng ngồi xuống, biểu đạt tấm lòng biết ơn của mình với ba người Hạ Thiên, 30 năm trước. Sau khi bị tặc tử kia gây thương tích, không nghĩ đến Khâu Kiến Cơ ta lại có được ngày khôi phục thanh tỉnh, đây cũng là may mắn ông trời ban cho ta. Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng, nghe ý của Khâu Lão, chẳng lẽ Mạc Thủ Huyền không phải đồ đệ của ngươi? Hắn ta tất nhiên không phải rồi. Khâu Kiến Cơ ta một đời anh minh, làm sao có chuyện thua một đồ đệ vừa vụng về vừa bẩn thỉu như thế? Lời nói của ông cụ tóc trắng có vẻ coi thường Mạc Thủ Huyền, hoàn toàn là thái độ cực kỳ khinh thị. Hạ Thiên cười nói, nhưng ngươi lại trúng chiêu của ông ta 30 năm trước, điều này nói rõ ngươi còn ngu hơn cả ông ta. Ha ha ha, tiểu hữu ngươi đúng là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái luôn. Ngươi nói không sai, ông cụ tóc trắng cũng không ngại Hạ Thiên mạo phạm, cười to hai tiếng, chợt nhớ đến một việc, ồ, ta thất lễ quá, ta còn chưa hỏi tính danh của ba vị ân nhân. Ninh Nhụy Nhụy đưa mắt nhìn ông cụ tóc trắng. Thầm nghĩ thần trí của ông cụ quả nhiên vẫn còn chưa tỉnh táo, nói chuyện cứ lộn đầu này sọ đầu kia. Các người đừng nói chuyện nữa, để ta giới thiệu. Hai tay Thạch Thuần giang ra, cả Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, cười nói, ta tên Thạch Thuần, Thạch của tảng đá, Thuần của thuần khiết vô hạ. Tiếp theo,
nàng chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, người này là Ninh Nhụy Nhụy, vận động viên thể thao nổi tiếng thế giới. Sau đó, nàng chỉ vào Hạ Thiên, hắn là anh rể của ta, tên Hạ Thiên, Hạ của Xuân Hạ Thu Đông, Thiên của đệ nhất thiên hạ. Được rồi, ta giới thiệu xong rồi. Thạch Thuần cười hì hì phủi tay, vẻ mặt đang chờ được khen. Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có ý kiến với hành động của Thạch Thuần. Thì ra là Ninh cô nương, Thạch cô nương và Hạ tiên sinh, lão đạo hữu lễ. Ông cụ tóc trắng cung kính thi lễ với ba người, một lần nữa, ta cảm kích khôn cùng ân cứu mạng của ba người. Ngươi đừng cảm ơn qua cảm ơn lại mãi. Hạ Thiên ngáp một cái, ngươi có việc gì thì cứ nói, không có việc, chúng ta xin phép rời đi. Ông cụ tóc trắng khoát tay, nói, Hạ tiên sinh đừng nóng vội, lão đạo thật sự có một số chuyện muốn nói với các ngươi, cũng mong các ngươi giúp lão đạo một chuyện. Hạ Thiên nhếch miệng, từ chối cho ý kiến về vấn đề này. Khâu lão, ngươi nên nói chuyện gì đã xảy ra với Mạc Thủ Huyền đi? Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được lên tiếng hỏi. Nếu nhắc đến người, vậy thì phải nhắc đến chuyện 30 năm trước. Ông cụ tóc trắng nghe Ninh Nhụy Nhụy hỏi, không khỏi chìm vào hồi ức, các ngươi cũng biết Trung Nam Sơn trước giờ vẫn luôn là thánh địa tu hành của ẩn sĩ tị thế. Vào thời điểm đông người nhất, toàn bộ Trung Nam Sơn có hơn vạn ẩn sĩ. Ẩn sĩ là chỉ tu tiên giả sao? Thạch Thuần ngây thơ hỏi. Ông cụ tóc trắng do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, cũng không nhất định, ẩn sĩ chỉ là những người muốn thoát ly khỏi thế gian, rời xa đô thị, đến những nơi có núi để sinh sống. Tu hành chỉ là thuận tiện, dù sao, nếu không có chuyện gì để làm, con người sẽ phát điên mất. Tuy nhiên, Trung Nam Sơn cũng không lớn, chỉ có trên vạn người, cũng không khác gì thành trấn. Thạch Thuần vẫn không hiểu, cộng thêm nó được khai thác du lịch, yên tĩnh ở đâu ra chứ? Đúng, cũng bởi vì nguyên nhân này, có không ít người đã xuống núi. Ông cụ tóc trắng cảm khái nói, nhưng có một việc đã khiến cho ẩn sĩ giảm mạnh xuống còn chưa đến 5.000 người là chuyện đã xảy ra 30 năm trước. Ninh Nhụy Nhụy sinh lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, là chuyện gì thế? 30 năm trước, chẳng biết tại sao, ẩn sĩ trên núi bỗng nhiên bị bệnh điên một cách rất lạ. Khi ông cụ tóc trắng nói đến chuyện này, lông mày cau chặt. Hiển nhiên chuyện đã qua 30 năm vẫn khiến ông không cách nào tiêu tan, người nhiễm bệnh, chân khí trong cơ thể sẽ không bị khống chế, bắt đầu cuồng bạo. Nếu không thể khai thông, trong vòng 3 ngày, kinh mạch toàn thân người bệnh sẽ nổ tung mà chết. Khi đó, lão đạo ở Trung Nam Sơn cũng được xem là có chút thanh danh, không ít ẩn sĩ tìm đến ta. Nhưng lão đạo không phải lương y, chỉ có thể giúp bọn họ khai thông chân khí, tạm thời áp chế bệnh tình. Ngươi còn chưa nói đến Mạc Thủ Huyền mà. Thạch Thuần vừa nghe một cách say sưa, vừa phát biểu ý kiến của mình, còn nữa, bị bệnh, nhưng vì sao các ngươi lại không tìm bác sĩ? Ta sẽ nói đến đây. Ông cụ tóc trắng cười khẽ, lúc đó, lão đạo đích thật muốn đi mời ba vị bác sĩ nổi tiếng nhất trên giang hồ, chỉ là quỷ y Trương Minh Đà đang ở Miêu Địa Tây Nam, nước xa không cứu được lửa gần. Quỷ y Trương Minh Đà. Thạch Thuần nhìn Hạ Thiên, anh rể. Người này không phải là sư phụ của ngươi sao? Ông cụ tóc trắng kinh nghi, ngươi là đệ tử của quỷ y Trương Minh Đà. Hạ Thiên gật đầu, quỷ y Trương Minh Đà là đại sư phụ của ta. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Ông cụ tóc trắng tiếp tục cảm khái, khi ta nhìn thấy ngươi thi triển châm pháp giải trừ chứng bệnh điên của lão đạo, đúng là tuyệt diệu vô song. Hạ Thiên thuận miệng đáp, châm pháp là ta tự học, chẳng liên quan gì đến đại sư phụ. Hạ tiên sinh đúng là trò giỏi hơn thầy. Ông cụ tóc trắng xấu hổ cười một tiếng. Sau đó thì sao? Ninh Nhụy Nhụy lại càng muốn nghe tiếp cố sự, lên tiếng hỏi tiếp. Ông cụ tóc trắng cũng nhớ mình chỉ mới nói được một nửa, liền tiếp tục, về sau, ta chỉ có thể tìm danh y bên ngoài. Tuy nhiên, Thiên Y Tiêu Nhất lại không biết tung tích, cũng chỉ còn lại yêu y Mạc Vấn Dược, vừa lúc ông ta đang ở thành Trường An. Mạc Vấn Dược, Thạch Thuần nghe xong cái tên. Lập tức hỏi, ông ta và Mạc Thủ Huyền có quan hệ như thế nào? Ông cụ tóc trắng chậm rãi đáp, quan hệ tổ tôn. Năm đó, khi lão đạo tìm đến Mạc Vấn Dược, ông ta cũng đã lâm bệnh sắp chết, nhưng ông ta vẫn đồng ý đến khám bệnh tại nhà. Điều kiện là ta phải thu tôn nhi của ông ta làm đệ tử quan môn. Không phải chứ, ông ta là yêu y mà, tại sao bản thân lại lâm bệnh sắp chết?
Thạch Thuần có chút không hiểu được, người còn tin tưởng ông ta có thể trị được bệnh cho các người. Tục ngữ có câu, thầy thuốc có thể chữa bệnh cho người khác chứ không thể tự chữa cho mình. Ông cụ tóc trắng cười nói, hơn nữa, thọ nguyên của Mạc Vấn Dược đã hết. Ông ta cũng biết không còn loại thuốc nào có thể chữa cho mình. Lão đạo cũng vì giải quyết chứng bệnh điên của ẩn sĩ mà đồng ý lời thỉnh cầu của ông ta. Về sau, ông ta đến Trung Nam Sơn, đích thật đã giải quyết được chứng bệnh điên của ẩn sĩ. Ninh Nhụy Nhụy vẫn không hiểu, nếu đã giải quyết, vì sao Khâu lão ngươi lại? Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Mạc Vấn Dược lại được gọi là yêu y. Ông cụ tóc trắng hối hận nói, yêu y đoán chừng sau khi ông ta chết, lão đạo sẽ bội tín. Vì thế, ông ta đã lưu lại một tai họa ngầm trên người người bệnh. Chúng ta muốn qua được bệnh điên, chỉ cần dựa vào bí dược độc môn của Mạc gia bọn họ, chúng ta mới có thể cam đoan chứng bệnh điên không tái phát. Loại người này hoàn toàn không xứng làm danh y. Hạ Thiên nhếch miệng khinh thường. Đại sư phụ ta đã từng nói, là bác sĩ, chữa bệnh nhất định phải chữa đến cùng. Có ân oán gì, sau khi chữa xong hắn giải quyết. Ông cụ tóc trắng nói tiếp, 30 năm qua, những người bị bệnh điên như chúng ta đều bị Mạc Thủ Huyền uy hiếp. Những người nào không nghe theo, hắn ta sẽ không cung cấp thuốc. Về sau, lão đạo quyết tâm không để hắn ta uy hiếp nữa, hắn ta liền nhốt ta ở hậu viện, phòng ngừa ta phí hoài bản thân mình. Mạc Thủ Huyền rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy khó hiểu hỏi, Mạc Vấn Dược động tay động chân trên người mọi người là vì bảo vệ mạng cho ông ta. Nhưng Mạc Thủ Huyền khống chế các ngươi thời gian dài như vậy là vì cái gì? Còn có thể vì cái gì chứ? Tất nhiên là vì trường sinh bất tử. Ông cụ tóc trắng thở dài 3 tiếng, lắc đầu cười khổ không thôi. Hạ Thiên nói, ta thấy các ngươi đã bị lừa. Chứng bệnh điên đó có khi cũng là do Mạc Vấn Dược gây ra. Về sau xảy ra một loạt sự kiện, thật ra cũng chỉ vì đạt được một mục đích, chính là trường sinh bất tử. Ông cụ tóc trắng nhẹ gật đầu, không sai, trong lòng lão đạo cũng hoài nghi như thế, nhưng bây giờ Mạc Thủ Huyền đã chết, không cách nào xác nhận. Chuyện lớn như vậy, dựa vào một mình Mạc Thủ Huyền không thể nào khống chế. Sau lưng ông ta nhất định còn có một thế lực khác. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút, lập tức có phán đoán của mình, nói không chừng. Thế lực đó chính là người đã tổ chức đại hội ẩn tiên. Người đoán rất đúng, nhưng muộn rồi. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện trong đại đường, bởi vì các ngươi chắc chắn phải chết. Người lên tiếng khoảng 35-36 tuổi. Hắn ta mặc một bộ Âu phục màu đen chỉnh tề, nằm nghiêng trên ghế, lắc lư con dao nhỏ trong tay, khắp gương mặt chỉ toàn là nụ cười giễu cợt. Ngươi là ai? Ông cụ tóc trắng trừng mắt nhìn người đến, không hề khách khí. Quát lớn, người đến đây để làm gì? Ta là ai, các ngươi không cần biết. Dù sao, các ngươi có biết cũng chẳng làm được gì. Gã thanh niên mặc Âu phục đen lặng lẽ cười một tiếng, ngừng lắc lư con dao nhỏ, chuyển sang làm động tác cắt cổ. Về phần ta đến đây làm cái gì, đương nhiên là để thay tổ chức thanh trừ hậu hoạn, giết chết các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, chỉ dựa vào ngươi. Đúng, chỉ dựa vào ta. Gã thanh niên mặc Âu phục đen nở nụ cười đắc ý, ánh mắt nheo lại, thu hết biểu hiện của tất cả mọi người, có phải các ngươi cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình? Thạch Thuần không nhịn được, lên tiếng, ngươi hỏi câu này, nói rõ ngươi cũng tự biết mình đấy chứ. Không sai, thực lực các ngươi đích thật rất mạnh. Gã thanh niên mặc Âu phục đen cười to, chỉ vào Hạ Thiên, nhất là tên nhóc này, thực lực của hắn tương đương với 3 đỉnh trụ của chúng ta, tối thiểu cũng có tu vi kim đan kỳ. Thực lực đó cũng được xem là hiếm thấy ở tiểu tiên giới. Thạch Thuần cười hỏi, ý của ngươi là, thực lực của ngươi còn cao hơn cả kim đan kỳ. Không sai, gã thanh niên mặc Âu phục đen móc một cái bình suối nhỏ trong suốt từ trong ngực ra. Cái bình to bằng ngón tay cái, bên trong sóng sánh nửa bình chất lỏng phát sáng, đây chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của Thiên Cung, còn cao hơn gấp 100 lần so với Trầm Thụy Phương Chu. Một bình nhỏ này đủ để đối phó một người đạt đến tu vi nguyên anh kỳ. Nói xong, hắn ta quay sang mỉm cười với Hạ Thiên, thật ra cũng nhờ hồng phúc của ngươi. Ngươi đã đánh bại 3 đỉnh trụ, cấp trên mới phá lệ đưa nó cho ta. Anh rể, hắn ta nói là thật hay giả? Thạch Thuần hơi không tin, nhưng nhìn đối phương tự tin như thế, nàng không khỏi bán tin bán nghi. Hạ Thiên tỏ vẻ khinh thường, Thuần nha đầu. Ngươi còn quan tâm mấy lời nói ngu ngốc này là thật hay giả sao? Dù sao,
chúng cũng chẳng có tác dụng trước mặt của ta. Nếu ngươi không tin, ta sẽ giúp cho ngươi mở mang tầm mắt. Gã thanh niên mặc Âu phục đen nhướng mày nhìn chằm chằm Hạ Thiên, dùng con dao đẩy nắp bình, làm bộ muốn uống hết. Ông cụ tóc trắng không dám đánh cược, cưỡng ép tích tụ một luồng chân khí, lách mình đến trước mặt gã thanh niên mặc Âu phục đen, đưa tay đoạt lấy cái bình nhỏ. Bành! Gã thanh niên mặc Âu phục đen hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, thấy ông cụ tóc trắng bổ nhào đến, hắn ta nghiêng người một cái, sau đó quay người đạp bay ông cụ tóc trắng ra ngoài. Trước đó, ông cụ tóc trắng đã mất hết hơn phân nửa công lực, thân thủ không bằng lúc trước. Ông bị đá trúng một cước, không khỏi phun ra một ngụm máu. Sư tổ ra ra, người không sao chứ? Tiểu đạo cô niệm tâm bị dọa sợ, xông lên phía trước đỡ ông cụ tóc trắng dậy. Lão đầu tử, người đừng nôn nóng muốn chết như thế. Vẻ đắc ý trên gương mặt gã thanh niên mặc Âu phục lại càng đậm, nghe nói ngươi chính là đệ nhất ẩn sĩ núi Trung Nam năm đó, tại sao ngươi ngay cả một cước của ta cũng không tiếp nổi? Ngươi khiến người ta thất vọng quá. Ngươi là đệ nhất thối vương trong thiên hạ, người có thể tiếp được một cước của ngươi vốn không nhiều. Lúc này, lại có thêm một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục đen từ ngoài cửa bước vào, nói với đồng bọn của mình, được rồi, ngươi đừng đùa nữa. Bên ngoài đã bố trí xong hết. Ngươi cũng nên tốc chiến tốc thắng ở đây đi. Phó môn chủ sắp đến rồi, chúng ta đừng chậm trễ việc tiếp giá. Được, gã thanh niên mặc Âu phục đen nhẹ gật đầu, uống một hơi cạn sạch cái bình chứa chất lỏng màu vàng, ngươi ở bên cạnh canh chừng cho ta, một tên cũng không được để chạy thoát. Người đàn ông cao lớn đứng ngay cửa, hai tay cho vào túi quần. Có thể chết trong tay Nguyên Anh ta, đây cũng được xem là phúc lớn ba đời của các ngươi. Trên người gã thanh niên mặc Âu phục đen bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng. Một luồng khí tức cương mãnh vô song lan tràn khắp hành lang. Tiểu đạo cô niệm tâm và ông cụ tóc trắng chịu không nổi đầu tiên, bị luồng khí tức chấn ngất. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần đỡ hơn một chút, nhưng sắc mặt cũng dần trở nên căng thẳng. Chỉ có Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ lười biếng như cũ, giống như không có việc gì có thể khiến cho hắn khẩn trương. Thậm chí hắn còn cười hì hì giễu cợt, ta nói này, cái tên ngớ ngẩn ngươi đúng là chỉ biết khoác lác. Chút khí tức đó, đừng nói Nguyên Anh kỳ, ngay cả Kim Đan kỳ cũng không đạt đến. Hừ, giả vờ giả vịt, chờ thêm một lát nữa, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sợ hãi. Gã thanh niên mặc Âu phục đen hừ lạnh một tiếng, cố gắng chịu đựng thứ chất lỏng màu vàng tứ ngược trong cơ thể. Đồng thời hắn ta cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ngập tứ chi bách hài, thì ra đây chính là cảm giác của tu tiên giả. Đây chính là sức mạnh Nguyên Anh kỳ sao? Thuần Thuần, muội cẩn thận một chút, Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy không ổn, lập tức ngăn Thạch Thuần sau lưng. Thạch Thuần cười hì hì, Nhụy Nhụy tỷ, không sao đâu. Khi muội 8 tuổi, muội đã được anh rể tẩy tủy phạt cốt. Luận tu vi, muội còn cao hơn tỷ đấy. Ha ha. Các ngươi đừng trốn nữa. Hôm nay, các ngươi trốn không thoát đâu. Gã thanh niên mặc Âu phục đen nhe răng cười, thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt đã chen giữa Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần. Nhân lúc hai người còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã đập một chưởng vào hai người, đi chết đi. Bành! Khí kình nổ tung, toàn bộ đạo quán bị chấn bể, gạch đá hóa thành cho bụi rơi xuống. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần đều lông tóc không thương. Hai trưởng kia đều được Hạ Thiên nhẹ nhàng đón lấy, giọng nói của hắn vẫn lười biếng như cũ, chỉ bấy nhiêu thôi sao. Nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ khai đao với ngươi trước. Gã thanh niên mặc Âu phục đen không ngừng lại, một lần nữa xoay tròn con dao nhỏ trong tay, đâm vào cổ Hạ Thiên. Một nhát này mang theo ánh sáng lạnh màu vàng, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Trong tầm mắt của Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, Hạ Thiên dường như không kịp trốn tránh. Cổ sắp bị luồng ánh sáng lạnh màu vàng kia cắt thành hai nửa. Đây là một sự lừa gạt về thị giác, đại não căn cứ theo những gì mắt nhìn thấy, tiến hành dự phán. Trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm không còn ở chỗ cũ, nhưng tàn ảnh vẫn còn nguyên tại chỗ, tạo thành loại ảo giác này. Ồ, người có thể tránh được sao? Gã thanh niên mặc Âu phục đen cảm thấy tốc độ của mình đã rất nhanh. Không nghĩ đến Hạ Thiên còn nhanh hơn cả hắn ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh được mấy lần. Ta chẳng cần tránh lần nào cả. Giọng Hạ Thiên vang lên đằng sau hắn ta chỉ muốn chơi đùa với cái đồ ngớ ngẩn ngươi thôi. Nếu ngươi không có trò mới, vậy thì ngươi đi chết đi.
Người đi chết là ngươi đấy. Gã thanh niên mặc Âu phục đen biến thành một luồng ánh sáng màu vàng, con dao nhỏ trong tay hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng bạc, cùng nhau đuổi theo Hạ Thiên. Tốc độ của hai người thật sự quá nhanh. Trong mắt người chung quanh, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng quỷ mị du tẩu trong phòng, đuổi theo đằng sau là hai vệt ánh sáng một vàng một bạc lạnh lẽo. Ta xem ngươi có thể chạy trốn đến đâu. Gã thanh niên mặc Âu phục đen phát điên, đứng thẳng chửi ầm lên, ngươi hãy nhìn thối ảnh vạn trọng phá thiên khung của ta đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy gã thanh niên mặc Âu phục đen tập trung ánh sáng màu vàng quanh thân xuống dưới chân, sau đó giữa không trung tràn ngập thối ảnh màu vàng, tầng tầng lớp lớp như một cơn mưa hoặc một trận gió lốc, bao trùm phạm vi mấy chục mét chung quanh. Cái tên nghe thì kêu, nhưng uy lực thì chẳng có gì đặc biệt. Hạ Thiên cười hì hì, còn nữa, thời hạn tác dụng bình thuốc nước kia của ngươi sắp hết rồi. Bằng không, ngươi cũng sẽ không chó cùng rứt dậu. Chỉ cần ta có thể giết chết tất cả các ngươi, ta sẽ không thua thiệt. Gã thanh niên mặc Âu phục quát lớn một tiếng, gia tăng cường độ, thối ảnh đầy trời ầm ầm rơi xuống. Ngu thì vẫn là ngu, vừa rồi ta chỉ chơi đùa với ngươi mà thôi, ngươi cho rằng mình lợi hại bao nhiêu chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, bóp nắm tay, ta không cho các ngươi sáng mắt, các ngươi cứ tưởng ta dễ ăn hiếp. Nắm đấm Hạ Thiên không có gì lạ. Khi hắn bóp tay, cũng chẳng có ánh sáng hoặc khí tức nào bạo phát. Chỉ là hai nắm đấm bằng thịt bình thường. Sau đó, thối ảnh màu vàng phô thiên cái địa bị đánh ra ngoài. Oanh! Một lát sau, thối ảnh tiêu tán không còn thấy tăm hơi. Thậm chí, giữa tầng mây trên không trung còn xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Về phần gã thanh niên mặc Âu phục màu đen bị trúng một quyền, hiển nhiên hắn ta đã bốc hơi khỏi nhân gian. Gã đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải tè ra quần, tê liệt ngã xuống đất, cả nửa ngày cũng không đứng lên được. Ngươi không phải người, cũng không phải tu tiên giả. Ngươi chính là, gã đàn ông cao lớn không ngừng trách móc, ngươi chính là ma quỷ, là yêu nghiệt, là, a. À, là cái đầu ngươi đấy, dám nói xấu anh rể của ta. Thạch Thuần nghe không nổi nữa, cầm một cục đá ném chúng giữa đầu đối phương. Đối phương kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Uy lực của một quyền này quá kinh khủng. Ông cụ tóc trắng đã sớm tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Hạ Thiên đánh ra một kích, sợ hãi đến há hốc mồm, ngươi có thủ đoạn của một tu tiên giả. Ngươi rốt cuộc là ai? Hay là, ngươi chính là thần? Chuyện bình thường ấy mà, mấy bà vợ của ta cũng có thể làm được. Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững nói, nếu không phải bị tiểu muội chân dài hút hết phân nửa tu vi, còn chưa khôi phục lại, ta chẳng cần phí sức đối với đám ngớ ngẩn này, đã sớm xử lý tất cả. Thạch Thuần cười nói, anh rể, bây giờ ngươi bắt bọn họ cũng không muộn mà. Hiện tại ít vợ quá, ta thật sự thiếu động lực. Hạ Thiên vọt đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, ôm lấy eo nhỏ của nàng, lười biếng nói, các người còn chưa giải quyết xong, nghịch thiên bát chân cũng không có manh mối, ta cần chi để ý đám ngớ ngẩn đó. Lý do này của ngươi rất thuyết phục. Thạch Thuần giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên, nhưng vì chút tính toán cho mình, nàng nói, học tập nghịch thiên bát châm vẫn quan trọng hơn. Còn nữa, chúng ta mau quay về tiểu tiên giới cứu cửu tỷ tỷ về. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta nghe nói đại hội ẩn tiên có manh mối về tiểu tiên giới. Chúng ta đến đó đi. Anh rể, vừa nãy người kia có nhắc đến phó môn chủ, người này có liên quan đến tiểu tiên giới hay không? Thạch Thuần chỉ gã đàn ông cao lớn bị nàng nện cục đá ngất xỉu, chúng ta mau đánh thức hắn ta dậy để hỏi một chút. Không cần hỏi, bổn môn chủ đến rồi. Một bóng người xuất hiện, chậm rãi rơi xuống trước mặt đám người Hạ Thiên. Người này đoán chừng khoảng 27-28 tuổi, gương mặt còn mang theo vẻ mệt mỏi thiếu ngủ. Nhìn hắn ta có vài phần giống với Hạ Thiên. Người chính là phó môn chủ mà bọn họ đã nói. Thạch Thuần hỏi. Ta sửa lại một chút, ta là môn chủ, nhưng ta họ Phó, ta tên Phó Thiên Trác. Hắn ta ngáp một cái, trong giọng nói còn có chút buồn ngủ, nghe hơi khàn khàn, đám phế vật đó, một tên cũng không có tác dụng, còn phải để ta tự thân xuất mã, ngủ cũng chẳng được ngon giấc gì cả. Nếu ngươi là đầu lĩnh của đám phế vật đó, xem ra ngươi cũng chẳng có gì lợi hại. Thạch Thuần nhìn hắn ta, vừa cười vừa nói. Phó Thiên Trác thở dài, chỉ Thạch Thuần, ngươi, được rồi, ta thấy ngươi cũng khá xinh đẹp, ta không so đo với ngươi. Tính tình người này hơi giống ngươi đấy.
Ninh Nhụy Nhụy vô thức nhìn Hạ Thiên, không khỏi trêu chọc một câu, hắn ta có phải anh em thất lạc nhiều năm của ngươi không? Hạ Thiên nhếch miệng, gương mặt khó chịu, tiểu muội chân dài, ánh mắt của cô có vấn đề à? Người này có chỗ nào giống ta? Ta là đệ nhất soái ca trong thiên hạ. Hắn ta ngay cả một phần vạn của ta cũng không sánh nổi. Cha, Hạ Thiên, mặc dù ta thừa nhận ngươi rất đẹp trai, nhưng ngươi nói ta kém ngươi một phần vạn, ngươi nói hơi quá rồi đấy. Phó Thiên Trác bất mãn, ta và ngươi người tám lạng kẻ nửa cân. À, không đúng, là cân sức ngang tài. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Phó Thiên Trác, thằng ngu ngươi muốn bị đánh đúng không? Bất kể thế nào, hắn ta cũng là nhân vật nguy hiểm, ngươi giải quyết sớm đi. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thẳng Phó Thiên Trác, lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên. Phó Thiên Trác liên tục khoát tay, làm ra vẻ vô hại, Ninh tiểu thư đừng kích động như thế. Các ngươi vừa đánh qua mấy trận, chắc cũng mệt rồi. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta tâm sự. Không cần nghỉ ngơi, Hạ Thiên lại ngáp một cái, dù sao sớm muộn gì ta cũng phải giải quyết cái thứ ngớ ngẩn như ngươi. Bây giờ gặp phải, ta chỉ thuận tay mà làm thôi. Phó Thiên Trác cảm thấy hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm, chúng ta cần chi cả ngày chém chém giết giết chứ. Có chuyện gì không thể đàm phán với nhau sao? Ngươi hoặc có bệnh hoặc đang sợ, Thạch Thuần nghiêm túc nói. Hạ Thiên đáp, đầu óc của hắn ta không có bệnh. Vậy thì chính là sợ, Thạch Thuần cười nói. Ninh Nhụy Nhụy cũng phụ họa theo, ngươi không cảm thấy buồn cười à, người cài bẫy chúng ta là các ngươi, muốn giết chúng ta cũng là các ngươi. Bây giờ ngươi lại nói đến đàm phán, ngươi cho rằng ngươi muốn làm gì thì làm ở đây sao? Các ngươi muốn nói gì cũng được, Phó Thiên Trác mặc kệ, người muốn giết các ngươi là cung chủ Thiên Cung, còn có Tiêu gia, ta chỉ là công cụ mà thôi. Trước đó, chúng ta thất bại ở Nam Thiên Môn, sau khi quay về Tổng Bộ, Ứng Thiên Vương miễn cưỡng bảo vệ được một mạng, à không, là nửa cái mạng, nhưng cũng chẳng khác gì phế nhân. Ta tiếp nhận tất cả sự vụ trong nước của Thiên Cung, trong đó có ba nhiệm vụ quan trọng nhất. Ba nhiệm vụ gì? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Thứ nhất, tận khả năng giết chết Hạ Thiên, còn có mấy người đàn bà bên cạnh hắn. Phó Thiên Trác nói xong, lập tức lắc đầu, ta chẳng có hứng thú với nhiệm vụ này. Giết các ngươi, ta cũng chẳng được cái gì. Chuyện bây giờ chẳng qua là đám thuộc hạ bên dưới tự tung chủ trương mà thôi. Thạch Thuần vỗ tay một cái nồi này không tệ, ngươi nói tiếp đi. Thứ hai, thanh trừ phản đồ Nam Thiên Môn. Khi Phó Thiên Trác nói đến đây, ánh mắt lại liếc nhìn Hạ Thiên, phản đồ dĩ nhiên là Ứng Hiểu Nguyệt. Hiện tại, nàng ta hẳn là người của ngươi. Hạ Thiên lười biếng đáp, cứ xem là thế đi. Dù sao vợ y đã chấp nhận ta. Cho nên, chuyện của nha đầu này tạm thời gác lại. Phó Thiên Trác nói tiếp, chuyện thứ ba, thật ra mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, đó chính là thống nhất tu tiên giới trong nước. Hạ Thiên, ta biết ngươi chẳng hứng thú đối với chuyện này, nhưng ta vừa lúc coi trọng nhất lại là chuyện này. Cho nên, chúng ta không có gì là không thể hóa giải mâu thuẫn. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi khịt mũi coi thường, ngươi tạo thành phiền phức cho chúng ta nhiều như thế, chỉ một câu không mâu thuẫn nào là không thể hóa giải thì ngươi muốn thoát thân. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Đừng nóng vội, Phó Thiên Trác gãi đầu một cái, hơi không kiên nhẫn, giết các ngươi là mệnh lệnh của cấp trên. Cho dù ta không muốn chấp hành cũng phải làm bộ chấp hành. Bây giờ, bốn đỉnh trụ của chúng ta đã bị các ngươi giết mất ba, nhưng ta không hề có suy nghĩ truy cứu các ngươi. Ngươi còn mặt mũi nói đến hai chữ truy cứu. Da mặt ngươi đúng là dày không phải bình thường. Thạch Thuần hơi khó chịu, nói với Hạ Thiên, anh dễ đánh hắn ta đi. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, xuất hiện trước mặt Phó Thiên Trác, nhấc chân quét ngang. Này, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Phó Thiên Trác bị đạp lùi lại mấy chục bước, hắn ta phủi phủi dấu giày trên người, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, thuộc hạ của ta bị thương thảm trọng, khẳng định không cách nào tiến hành hai nhiệm vụ trước, cũng xem như có giao phó cho cấp trên. Cho nên, ta cố ý xuất hiện chính là muốn giảng hòa với các ngươi. Giảng hòa, Ninh Nhụy Nhụy lại càng cảm thấy buồn cười, người càng nói lại càng cảm thấy không đáng tin cậy, người đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Phó Thiên Trác lắc đầu, nghiêm túc nói, ta không phải đề cao bản thân, mà đó là sự thật. Ta thật sự có bản lãnh đó. Hạ Thiên xác thực rất lợi hại, ta thừa nhận ta đánh không lại hắn, nhưng nếu hắn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu.
Tuy nhiên, hắn ta bỗng nhiên chuyển sang chuyện khác, Hạ Thiên, mấy người đàn bà của ngươi có lợi hại như ngươi không? Ngươi có thể bảo vệ được một người, nhưng có thể bảo vệ được hết tất cả mọi người không? Bọn họ cũng phải có lúc tách ra, có lúc không có ngươi bên cạnh bảo vệ, cho nên, chúng ta muốn chém giết bọn họ lúc nào cũng được. Chỉ bằng chúng ta giảng hòa, ta cam đoan sẽ không ra tay với người đàn bà của ngươi, ngươi cũng không cần can thiệp vào sự nghiệp thống nhất tu tiên giới của ta, như thế nào? Không thể nào, Hạ Thiên nhếch miệng, ta chưa từng bàn điều kiện với kẻ ngốc cả, cũng không bàn điều kiện với người uy hiếp người phụ nữ của ta. Ban đầu, ta không thèm để ý đến ngươi, bây giờ, ta thật sự muốn giết chết ngươi. Hạ Thiên, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Phó Thiên Trác cũng là người tự cao, tư thái đặt song song với Hạ Thiên. Hắn ta vẫn luôn dùng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống mà nói chuyện. Ngay cả cái gọi là đàm phán cũng mang giọng điệu bố thí. Hạ Thiên không hề lo lắng, ngươi có sợ ta hay không, có liên quan gì đến ta? Được rồi, ta lui thêm một bước nữa. Phó Thiên Trác suy nghĩ thêm vài giây, cố nén sự bất mãn, cho tay vào ngực móc ra một vật ném cho Hạ Thiên, ngươi cầm cái này đi. Hạ Thiên chộp lấy, phát hiện là một tấm lệnh bài, bên trên khắc hai chữ canh tử, đây là thứ gì? Không phải ngươi muốn đến tiểu tiên giới sao? Phó Thiên Trác cười nhạt, tấm lệnh bài này dùng để tiến vào tiểu tiên giới trong năm nay. 7 ngày sau là đêm trăng tròn, chỉ cần ngươi cầm tấm lệnh bài này đến đỉnh núi tuyết, tất nhiên sẽ có người đến đón ngươi đến tiểu tiên giới. Lần này ta đủ thành ý rồi chứ? Cái này mà cũng được xem là thành ý. Hạ Thiên khinh thường, ta xử lý ngươi thẳng tay, không phải ta cũng có thể lấy được tấm lệnh bài này sao? Hơn nữa, sứ giả của tiểu tiên giới cũng sẽ đến tham gia đại hội ẩn tiên. Ta có thể từ chỗ người đó có được phương pháp tiến vào tiểu tiên giới. Cái thứ đồ chơi này của ngươi cũng chẳng quan trọng gì cho lắm. Lần này Phó Thiên Trác thật sự tức giận, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi đừng có mà được voi đòi thiên. Hạ Thiên đáp, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Được được được, Phó Thiên Trác nghiến răng, lại móc ra thêm một vật, đây là thứ cuối cùng. Nếu ngươi còn không thỏa mãn, cũng đừng trách ta trở mặt. Đến lúc đó, cùng lắm chúng ta cá chết lưới rách, ai cũng đừng hòng tốt hơn. Nói xong, hắn ta ném món đồ đó cho Hạ Thiên, là một cái bình nhỏ đựng chất lỏng màu vàng óng. Đây không phải là cái thứ vừa rồi người kia uống sao? Thạch Thuần nhìn thấy, không khỏi kêu lên. Ninh Nhụy Nhụy cũng lên tiếng, hình như gọi là Trầm Thụy Phương Chu. Nhụy Nhụy tỷ, tỷ đừng có bị nhầm. Thạch Thuần thuận miệng chỉnh lại, Trầm Thụy Phương Chu là chất lỏng màu xanh lam, còn loại này màu vàng, hình như người kia không nói tên. Nó tên Thiên Cung, sở dĩ gọi nó là Thiên Cung, bởi vì nó được dựa vào bí cảnh Thiên Cung. Phó Thiên Trác chậm rãi giải thích, bên trong bí cảnh có vô số sinh vật không tồn tại ở trái đất. Thiên Cung và Tiêu gia chiếm bí cảnh nhiều năm như thế, bọn họ nghiên cứu ra được vật này cũng không có gì kỳ lạ. Trầm Thụy Phương Chu chính là máu của một con dị thú, trộn thêm một số độc dược kỳ lạ, có thể trong nháy mắt gia tăng các loại bản năng đến mức cao nhất, giống như một quả bom sinh học khủng bố. Thứ chất lỏng màu vàng này, thành phần chủ yếu là máu kim long. Đương nhiên máu đã được pha loãng, máu rồng thật sự trên đời không ai có thể thừa nhận được. Người đưa cho ta thứ đồ chơi này làm gì, ta không có hứng thú. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Thái độ không được cao hứng cho lắm. Phó Thiên Trác tức giận nói, ngươi không có hứng thú, bởi vì ngươi không cần những thứ này để mạnh lên. Nhưng mấy người phụ nữ của ngươi thì sao? Người nhà của bọn họ thì như thế nào? Ngươi cho bọn họ sử dụng, bọn họ không phải sẽ trở thành vô địch thiên hạ như ngươi sao? Anh rể, hắn ta nói không phải là không có lý. Thạch Thuần gật đầu tán đồng. Ngươi cầm thứ này về từ từ mà nghiên cứu, chờ lần gặp sau. Các ngươi sẽ biết ứng đối như thế nào. Phó Thiên Trác cảm thấy hơi mệt, mẹ nó, kẻ địch của ta giống như ngươi, quả là không có người thứ hai. Bốp! Hạ Thiên nhếch miệng, bóp nát cái bình đựng chất lỏng màu vàng óng, ngốc chính là ngốc. Ngươi không lừa được ta đâu, ngươi giữ lấy thứ này mà dùng đi. Ngươi làm gì thế? Phó Thiên Trác không nghĩ đến Hạ Thiên lại hành động như vậy. Nếu thứ này bị ngoại lực lớn bên ngoài đè ép, nó sẽ nổ tung, người điên rồi. Quả nhiên, rất nhiều ánh sáng màu vàng óng từ giữa ngón tay Hạ Thiên phát ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm mét.
Phó Thiên Trác đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lách mình chạy đi. Ngươi mang thứ này về đi. Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện trước người Phó Thiên Trác, cười hì hì đặt tay lên vai hắn ta, ngân châm giữa ngón tay lóe lên, cố định hắn ta đứng im tại chỗ, thuận tiện cho những luồng ánh sáng màu vàng đang bạo tẩu đập vào cơ thể của hắn ta. Cái tên điên này, sắc mặt Phó Thiên Trác bị dọa đến trắng bệch, đưa tay vỗ một chưởng về phía Hạ Thiên, người bỏ tay ra. Biểu hiện của Hạ Thiên vẫn uể oải như cũ, nhẹ nhàng đẩy trưởng kình của Phó Thiên Trác ra, còn ngáp một cái, môn chủ ngươi còn kém một bậc so với Ứng Thiên Vương. Hạ Thiên, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Phó Thiên Trác phát hiện hắn ta không thoát khỏi khống chế của Hạ Thiên. Quan trọng hơn, ánh sáng màu vàng trong cơ thể ngày càng hừng hực. Nếu không hóa giải, hắn ta sẽ bạo thể mà chết. Giết ta, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại ngươi sẽ trở mặt càng nhiều hơn với Thiên Cung, cần chi ngươi phải phạm sai lầm chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, xử lý ngươi chỉ là việc thuận tay, có chỗ tốt hay không chỗ tốt gì chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ngươi làm vậy là có ý gì? Phó Thiên Trác thật sự nghĩ mãi cũng không rõ, cũng không phải hắn ta đánh giá thấp thực lực của Hạ Thiên, mà là hắn ta đã sinh ra ngộ phán về tính cách của Hạ Thiên. Phó Thiên Trác xem ra, Hạ Thiên có được thực lực cường đại như thế, nhất định hắn sẽ có dã tâm rất lớn. Hắn ta tự nhận mình là nhân vật kiêu hùng, thậm chí trước khi đến, hắn ta còn dự đoán tình cảnh cùng chung chí hướng với Hạ Thiên. Kết quả, hiện thực như tát vào mặt hắn ta một bạt tai. Hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hắn ta và Hạ Thiên chẳng những nước đổ đầu vịt, không có chủ đề chung, Hạ Thiên lại còn một lời không hợp ra tay hạ sát hắn ta, khiến cho hắn ta trăm mối không có cách giải. Nói xong chỗ tốt còn nói đến có ý gì? Quả nhiên là một kẻ ngốc. Hạ Thiên nhìn Phó Thiên Trác như nhìn một kẻ thiểu năng, ta đã từng nói, người dám uy hiếp ta và người phụ nữ của ta, kết quả chỉ có một, không có ngoại lệ. Hạ Thiên, ngươi dám? Phó Thiên Trác cảm nhận không ổn. Hạ Thiên vừa mới buông tay, ánh sáng màu vàng trong cơ thể hắn ta bắt đầu bạo tẩu, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội phản ứng. Hạ Thiên phủi tay, cười hì hì, trên thế giới này không có chuyện gì mà ta không dám làm. A! À, Phó Thiên Trác kêu thảm một tiếng, một số ánh sáng màu vàng phóng ra từ cơ thể hắn ta. Trong lúc hắn ta sắp sửa bị xé thành ngàn vạn mảnh vỡ, hắn ta bỗng lấy mấy viên thuốc từ trong ngực ra. Sau khi uống vào, cả người giống như cái bóng, tiêu tán vô hình. Ngươi để hắn ta chạy sao? Ninh Nhụy Nhụy đuổi theo, tò mò hỏi. Hạ Thiên khinh thường, hắn ta muốn chạy, không phải sẽ dẫn bản tôn của hắn ta ra sao? Bản tôn, Ninh Nhụy Nhụy cau mày, đưa mắt nhìn về phía xa, ngươi nói vừa nãy chính là phân thân. Đương nhiên, tuy tên ngốc này hơi vô dụng, nhưng nói thế nào cũng là môn chủ, hắn ta nào để chúng ta bắt dễ dàng như vậy. Hạ Thiên đưa tay ôm lấy eo Ninh Nhụy Nhụy, chậm rãi nói. Biểu hiện Ninh Nhụy Nhụy không khỏi ngưng trọng hẳn lên, vậy nãy giờ là hắn ta làm bộ. Hắn ta cố ý bị bắt, muốn dụ ta sử dụng nghịch thiên bát châm trên người hắn ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Ninh Nhụy Nhụy khó hiểu hỏi, ngươi vẫn để bị lừa sao? Nếu chẳng may hắn ta phá giải. Tiểu muội chân dài, cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, con ngươi tràn ngập ý chiêu tức, trên thế giới này, ngoại trừ ta, không có ai có thể phá giải nghịch thiên bát châm. Ta cố ý đưa ngân châm đó cho hắn ta. Hắn ta muốn nghiên cứu thì cứ chậm rãi nghiên cứu. Nghiên cứu càng lâu, hắn ta lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Anh rể, tại sao ngươi lại trở nên xấu bụng như thế? Thạch Thuần không khỏi lắc đầu, theo tính cách của ngươi, ngươi đã trực tiếp đánh chết hắn ta. Bây giờ ngươi lại học được cách dùng ám chiêu. Thuần nha đầu, ngươi có biết nói chuyện hay không? Hạ Thiên bất mãn trừng mắt với Thạch Thuần, ta đường đường chính chính đâm ngân châm vào cơ thể hắn ta. Hắn ta muốn nghiên cứu, ta thành toàn cho hắn ta. Dưới gầm trời này còn có ai có lòng tốt nghĩ cho người khác như ta không? Thạch Thuần xem thường nhếch miệng, không tiếp tục đấu võ mồm với Hạ Thiên, quay sang hỏi chuyện khác, anh rể, nếu người kia có ý khác, hắn ta đưa cho ngươi tấm lệnh bài là thật hay giả? Cái thứ đồ chơi đó đương nhiên là thật. Hạ Thiên uể oải đáp, giả, ta sẽ không nhận mà. Ninh Nhụy Nhụy hơi hoài nghi, trước kia, ngươi chưa từng nhìn thấy lệnh bài tiểu tiên giới, làm sao ngươi biết là thật hay giả? Ta chưa từng thấy qua.
Hạ Thiên mỉm cười, tiểu muội chân dài, cô vẫn còn hơi ngốc. Cái tên ngu xuẩn kia không dám đưa lệnh bài giả cho ta đâu. Ninh Nhụy Nhụy tức giận trả lời một câu, người mới ngốc đấy. Anh rể nói không sai mà, nếu tỷ không ngốc, tại sao tỷ lại rơi vào trong tay anh rể chứ? Thạch Thuần giang hai tay đồng tình. Vậy muội thông minh đến cỡ nào? Ninh Nhụy Nhụy hừ một tiếng, đừng nói là khác đấy nhé. Thạch Thuần cười nói, đương nhiên là khác rồi. Tỷ là bị anh rể dây dưa, sau đó chạy không thoát. Còn ta lại khác, ta chủ động, cho nên anh rể cho ta quyền hạn rất lớn, để ta chơi chán rồi thôi. Hạ Thiên liếc mắt nhìn Thạch Thuần, lười biếng nói, Thuần nha đầu, người đừng ở đây nói bậy nữa. Mặc dù anh rể không thừa nhận, nhưng chủ động sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thạch Thuần ghé vào lỗ tai Ninh Nhụy Nhụy, nhỏ giọng nói, Nhụy Nhụy tỷ, nếu tỷ không tin, tỷ có thể thử một lần. Ninh Nhụy Nhụy đã sớm lĩnh giáo tính cách cổ quái của Thạch Thuần, làm sao có thể bị mắc lừa. Nàng tiện tay xỉ vào đầu Thạch Thuần, có quỷ mới tin muội. Ba người lại cùng nhau quay về đại đường An Tâm quán. Tiểu đạo cô Niệm Tâm đang chăm sóc ông cụ tóc trắng. Vừa rồi ông bị kích thích không nhỏ, cộng thêm hơn phân nửa chân khí mất đi, lúc này ông vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Anh rể, Khâu lão đạo sẽ không có chuyện gì chứ? Thạch Thuần nhìn sắc mặt ông cụ tái nhợt, không hồng nhuận tràn đầy tinh thần như lúc vừa mới gặp, không khỏi có chút bận tâm. Hạ Thiên thuận miệng đáp, chân khí trong đan điền lọt ra ngoài một lần quá nhiều, cơ thể còn chưa thích ứng, không có việc gì lớn đâu. Hạ tiên sinh, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Ông cụ tóc trắng nghỉ ngơi một lát, sau đó nói với Hạ Thiên, cuộc trò chuyện của chúng ta vừa nãy bị cắt ngang, bây giờ cũng đã yên tĩnh trở lại, ta muốn nói tiếp. Ngươi cứ nói, Hạ Thiên hờ hững đáp. Chính là chứng bệnh điên của ẩn sĩ trên núi. Hạ tiên sinh, Hạ thần y có thể hỗ trợ chữa trị hay không? Ông cụ tóc trắng hơi đau lòng, bọn họ đã chịu khổ 30 năm rồi. Nếu bọn họ còn chưa được chữa khỏi chứng bệnh điên này, chỉ sợ đời con cháu của bọn họ cũng không tránh được nỗi thống khổ đó, cũng giống như Niệm Tâm, sinh ra đã mang trong mình chứng bệnh điên. 30 năm trước, đáng lý ta phải mời quỷ y Trương Minh Đà đến chữa trị. Chỉ vì ta phạm sai lầm lớn mới tạo thành cục diện như thế này. Khâu lão, ngươi cũng không cần tự trách mình. Ninh Nhụy Nhụy thức thời an ủi, năm đó, ngươi cũng vì muốn cứu người thôi mà. Ai có thể nghĩ đến lòng người có thể ác đến mức độ đó chứ? Thạch Thuần cũng động lòng trắc ẩn, nhất là nhìn thấy tiểu đạo cô Niệm Tâm còn nhỏ tuổi và ngoan ngoãn đến như vậy, thật sự có chút không đành lòng, anh rể, ngươi giúp bọn họ được không? Giúp ngươi chuyện này thì được, Hạ Thiên cũng không cần cân nhắc, gật đầu thật nhanh. Ông cụ tóc trắng lập tức thiên ân vạn tạ, thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước Hạ Thiên, ta thật sự cảm kích vô cùng. Nếu bọn họ có thể chữa khỏi chứng bệnh giữ 30 năm trước, thay Khâu mỗ giải tỏa khúc mắc nhiều năm, lão đạo nguyện từ đây cúi đầu, cả đời làm trâu làm ngựa cho Hạ tiên sinh. Thôi được rồi, ta không cưỡi ngựa. Hạ Thiên khoát tay, hoàn toàn chẳng chút hứng thú đối với chuyện này, ta không cần ngươi làm gì cho ta. Muốn cảm ơn, ngươi hãy cảm ơn đại sư phụ của ta. Xem như ta đã giúp ông ấy một chuyện. Ông cụ tóc trắng thật sự không biết cảm ơn Hạ Thiên như thế nào cho thỏa đáng. Ông suy nghĩ một chút, lấy ra một cái túi nhỏ thêu phù lục đưa cho Hạ Thiên, trong này là gân trùng băng long, lão đạo đoạt được từ trên người một dị nhân trước đây. Ta đưa cho Hạ tiên sinh, xem như tiền khám bệnh. Hạ Thiên lười biếng nói, hình như ta không có nói muốn thu tiền khám bệnh của ngươi. Hạ tiên sinh không nói, đó là vì ngươi tốt bụng, nhưng lão đạo không thể nhận không được. Ông cụ tóc trắng mỉm cười, trịnh trọng nói. Là tiểu long trong ấm trà trước đó sao? Thạch Thuần được Hạ Thiên ra hiệu, lập tức đưa tay nhận lấy, vật chân quý như thế, Khâu lão đạo trưởng, người thật sự muốn tặng cho anh rể ta sao? Ông cụ tóc trắng nhẹ gật đầu, ta cũng đã nhìn ra, thể chất của Hạ Tiên sinh dường như có chút khí âm. Gân trùng băng long này đưa cho hắn, như thế mới phát huy được tác dụng lớn hơn. Chân khí của lão đạo đã mất đi hơn phân nửa. Giữ lại nó cũng vô dụng thôi. Được rồi, vật này ta nhận. Hạ Thiên cũng lười ra mồm. Gân trùng băng lòng này thật sự có tác dụng đối với băng hỏa linh thể của hắn. Những bệnh nhân kia ở đâu? Bây giờ ta đến chữa trị cho bọn họ. Bọn họ đều đã ẩn cư. Lúc này cơ thể lão đạo yếu quá, không cách nào dẫn Hạ tiên sinh đến đó.
Ông cụ tóc trắng quay sang dặn dò tiểu đạo cô Niệm Tâm, người hãy dẫn Hạ tiên sinh đến chỗ cha mẹ của ngươi, để bọn họ phối hợp với Hạ tiên sinh chữa chứng bệnh giữ trên người, sớm một chút nhìn thấy ánh mặt trời. Tiểu đạo cô Niệm Tâm hơi lo lắng, vậy sư tổ ra ra người làm sao bây giờ? Chứng bệnh điên của ta đã được Hạ tiên sinh chữa khỏi, chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày là khỏi. Ông cụ tóc trắng mỉm cười, xoa đầu tiểu đạo cô Niệm Tâm, người cũng hy vọng cha mẹ mình sớm thoát khỏi khổ ải đúng không? Cho nên, người đừng lo lắng, đi đi. Vâng ạ, tiểu đạo cô Niệm Tâm gật đầu, hạ tiên sinh, còn có hai vị tỷ tỷ, mọi người đi theo ta. Dưới sự dẫn đầu của tiểu đạo cô Niệm Tâm, ba người Hạ Thiên rời khỏi An Tâm Quán, dọc theo một con đường nhỏ đi lên đỉnh núi. Niệm Tâm, cha mẹ của ngươi ẩn cư trên đỉnh núi sao? Đi được một lát, Thạch Thuần nhìn không được liền nắm tay tiểu đạo cô Niệm Tâm, lo lắng hỏi. Tiểu đạo cô Niệm Tâm đáp lại, bọn họ sống trong Hoạt Tử Nhân Mộ. Hoạt Tử Nhân Mộ, Thạch Thuần sững người, ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi, chẳng lẽ là Hoạt Tử Nhân Mộ mà Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã từng sống? Chẳng lẽ Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh đều là những nhân vật có thật? Ta chưa từng nghe nói đến Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Tiểu đạo cô lắc đầu, nhưng tổ sư Trùng Dương đích thật đã tu hành bên trong Hoạt Tử Nhân Mộ đến Kim Đan Đại Thành. Đan khí còn sót lại bên trong có thể trấn trụ chứng bệnh điên trong cơ thể cha mẹ của ta. Hừ, tên lừa đảo Vương Trùng Dương, Kim Đan Đại Thành cái rắm, bổn tiên nghe xong cười muốn rớt hàm răng. Trên đường núi, hai ba đạo sĩ mặc áo bào đỏ đi tới. Người dẫn đầu nghe tiểu đạo cô nói, không khỏi lớn tiếng cười nhạo. Đường núi chật hẹp, nhưng cứ cách vài trăm mét sẽ có một khu đất nhỏ bằng phẳng kê bàn ghế đá cho du khách và người đi đường nghỉ chân. Lúc này, bãi đất rộng nhỏ không xa trước mặt đám người Hạ Thiên đã chật ních người. Ngoại trừ ba vị đạo sĩ mặc đạo bào màu đỏ còn có mười mấy hai mươi du khách đang đứng nghe bọn họ giảng kinh luận đạo, không khí cũng khá sôi nổi. Đạo trưởng áo bào đỏ dẫn đầu khoảng 50 tuổi, tóc vàng, thái độ kiêu căng thì không nói, thỉnh thoảng xuất khẩu cuồng ngôn, chửi bớt tổ sư phái toàn chân núi Trung Nam, thật không biết ông ta ăn gan hùm gan báo hay là có bản lĩnh thật sự nữa. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại dám nói xấu tổ sư Trùng Dương chứ? Tiểu đạo cô Niệm Tâm hơi tức giận, trừng mắt nhìn gã đạo trưởng áo bào đỏ, nếu ngươi còn ăn nói lung tung, ngươi có tin ta gọi đạo sĩ bá bá Trùng Dương cung trên núi đánh ngươi không? Đạo trưởng áo bào đỏ cười nhạo một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào tiểu đạo cô, hừ, tiểu đạo cô ngươi thật sự có mắt không biết Thái Sơn, lại đi hỏi bổn tiên là ai? Một đạo sĩ áo bào đỏ ở bên cạnh phụ họa, tiên sư, ngài không ngại mở rộng thiên ân, nói danh hào của ngài cho bọn họ biết, để bọn họ được quen với chân nhân duy nhất trên đời này. Không sai, bọn họ sẽ cảm thấy vinh hạnh, có lẽ đây chính là điểm nhấn duy nhất trong cuộc đời bọn họ. Một đạo sĩ áo bào đỏ khác nói mấy lời càng thêm buồn nôn, chỉ cần nghe nói đến tên của ngài thôi, cũng đủ làm cho bọn họ chết không tiếc rồi. Thạch Thuần nghe xong, cảm thấy đau đầu. Đáp lại một câu, các ngươi nói tiếng người lại có được không? Cái kiểu phiên dịch này chẳng chính xác chút nào. Ta muốn dùng gót giày của mình đá vào mông của các ngươi. Lớn mật, ngươi dám ở đó xuất khẩu cuồng ngôn. Hai gã đạo sĩ mặc áo bào đỏ giận tím mặt, gầm thét với Thạch Thuần. Ninh Nhụy Nhụy bật cười, ta thấy các ngươi mới lớn mật đấy, dám ở núi Trung Nam nói xấu Vương Trùng Dương. Các ngươi thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hai. Thế nhân ngu muội đến thế đấy. Gã đạo trưởng áo bào đỏ lớn tuổi cười đắc ý, ánh mắt lấp lánh nhìn Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy, hai vị cô nương đẹp thì có đẹp, đáng tiếc lại không có linh hồn, chỉ biết tin vào mấy tin đồn thất thiệt, vì thế các ngươi mới kính yêu tên lừa đảo Vương Trùng Dương mà không biết chân nhân trước mắt. Vậy ý của ngươi, ngươi mới chính là chân nhân thật sự. Thạch Thuần hơi buồn cười, vậy ngươi xưng tên ra đi, để chúng ta còn biết cái gọi là chân nhân là thần thánh phương nào. Đạo trưởng áo bào đỏ mỉm cười, lắc lắc phất trần trong tay, ngạo nghễ nói, ngươi nghe cho kỹ đây, bổn tiên đến từ tiên đảo Bồng Lai Hải Ngoại, quán chủ Hồng Dương quán Hồng Thắng Hỏa, đạo hiệu Hồng Dương chân nhân, năm nay ta đã hơn 900 tuổi, luận bối phận còn cao hơn Vương Trùng Dương một bậc. Thạch Thuần trêu chọc, trời ơi, nổ quá kìa, tại sao ngươi không nói mình một vạn tuổi, xưng huynh gọi đệ với bàn cổ đi. Cho nên mới nói. Đám phàm phu tục tử các ngươi không bao giờ gặp được chân tiên,
cũng bởi vì các ngươi là loại người có mắt không tròng. Hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Hồng Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, bỗng khoát tay, một vệt ánh sáng hóa thành từng tầng vân bao phủ cơ thể ông ta, nghiễm nhiên trở thành thần tiên hàng thế. Những du khách đi đường nhìn thấy cảnh tượng này, người nào cũng há hốc mồm, tất cả quỳ xuống, miệng nói mạo phạm, thậm chí còn có người dập đầu cầu xin tha thứ. Kiến thức tiểu đạo cô niệm tâm không nhiều, nàng nhìn đến ngây người, cặp mắt nhỏ mở to đến căng tròn. Nhụy nhụy tỷ, tỷ nhìn xem làm sao ông ta làm được như thế. Mặc dù Thạch Thuần không tin người trước mắt là chân nhân gì cả, nhưng cảnh tượng trước mặt quả thật khiến cho nàng có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Ninh Nhụy Nhụy cũng nhìn không thấu, nhưng vẫn kiên định nói, đây chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, đoán chừng cũng chẳng khác gì ảo thuật. Hừ, lần này ngươi tin chưa? Gương mặt Hồng Dương chân nhân tràn ngập đắc ý, tỏ ra phong phạm tiên nhân, đồng thời còn bế nghễ nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, các ngươi còn không mau quỳ xuống, phục bổn tiên, a, à. Phục cái đầu ngươi đấy. Hạ Thiên nhìn không nổi nữa, một cước đạp bay người này, ngớ ngẩn. Cút sang một bên đi, đừng cản đường người khác. Hồng Dương chân nhân bị đá bay sang đường núi bên cạnh. Đường núi có độ dốc, cả người ông ta như quả cầu lăn tròn từ trên núi lăn xuống. Chân nhân, sư phụ, những du khách, còn có hai gã đạo sĩ áo bào đỏ trẻ tuổi bị dọa đến hồn phi phách tán, không để ý đến việc gây chuyện với Hạ Thiên, chạy thẳng xuống dưới núi. Anh rể, ngươi làm tốt lắm. Thạch Thuần giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên. Loại lừa đảo này nên bị đánh chết. Tiểu đạo cô niệm tâm vẫn còn mờ mịt, vừa rồi ông ta là giả sao? Tiểu đạo cô niệm tâm thuận miệng giải thích, cao nhân chân chính lúc nào cũng thâm tàng bất lộ. Loại hơi một tí lòe loẹt như thế này, nhất định là giả. Vâng, tiểu đạo cô niệm tâm nhẹ gật đầu, Hạ Thiên ca ca, ta nhớ kỹ rồi. Thạch Thuần nhỏ giọng nhắc nhở, người phải gọi là thúc thúc. Thuần nha đầu, người ngứa ra đúng không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Thạch Thuần. Thạch Thuần trừng trở lại, ta gọi ngươi là anh rể, còn cô bé mới mười mấy tuổi, đương nhiên phải gọi ngươi là thúc thúc rồi. Được rồi, đừng làm rộn nữa, chúng ta còn có việc phải làm. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên và Thạch Thuần, một tay nắm một người, quay sang nói với tiểu đạo cô, niệm tâm, ngươi dẫn đường đi. Mọi người tiếp tục tiến lên phía trước, khi đến giữa sườn núi, tất cả rẽ vào một con đường lầy lội. Băng qua một con dốc đầy cỏ, tiến vào một rừng cây, cuối cùng tiểu đạo cô niệm tâm dừng lại trước một tấm bia đá. Đến rồi, tiểu đạo cô niệm tâm nói với ba người Hạ Thiên. Thạch Thuần nhìn thoáng qua tấm bia đá, trên đó viết, người ngoài dừng bước. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy một mảnh cỏ hoang, không khỏi hỏi, ta không thấy ngôi mộ nào cả. Ở bên dưới, Ninh Nhụy Nhụy cảm giác một chút, mũi chân nhẹ dẫm lên mặt đất. Nghe xong. Thạch Thuần cũng thả lục thức của mình ra, quả nhiên cảm nhận được có người đang di chuyển khoảng 120 mét dưới lòng đất. Tiểu đạo cô niệm tâm lục lọi trong bãi cỏ một hồi, sau đó ấn vào một cơ quan, một mảng cỏ từ từ chìm xuống lộ ra một cái cầu thang. Cha mẹ ta, còn có một số cô dì chú bác đều đang ở dưới. Mọi người đi theo ta. Tiểu đạo cô niệm tâm vẫy tay với ba người Hạ Thiên, sau đó dẫn đầu đi xuống dưới, bên trong hơi tối. Không cẩn thận sẽ bị vấp đấy. Niệm tâm, người không cần lo lắng. Thạch Thuần cười hì hì, ba người chúng ta cũng không phải người bình thường. Cho dù bên trong có tối đen, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Nàng nói không sai, đối với tu tiên giả mà nói, nhìn thấy vật trong bóng đêm cũng là chuyện bình thường. Một số người đi xuống dọc theo cầu thang cong cong gãy gãy. Ngoại trừ bóng tối còn có mục nát và u ám, không phải nơi thích hợp cho người ở. Điều này cũng có thể xác nhận, những ẩn sĩ kia quả thật đã bị cha con Mạc Thị hại rất thê thảm. 30 năm chỉ có thể sinh sống ở đây, bọn họ đáng thương thật. Không biết đi được bao lâu, đằng trước bỗng nhiên có ánh sáng, nhưng không phải ánh lửa hay ánh đèn, mà là ánh sáng tự nhiên. Nơi này không phải dưới mặt đất sao, tại sao lại có ánh nắng? Thạch Thuần hơi hiếu kỳ, trực tiếp hỏi. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc. Nàng đã sớm trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái bên trong bí cảnh dưới đáy biển, cho nên nàng không có gì phải ngạc nhiên với điều này. Thuần nha đầu, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hạ Thiên liếc nhìn Thạch Thuần,
thuận miệng giải thích, phương pháp dẫn ánh nắng xuống lòng đất không có 1.000 cũng có 800. Nơi này sử dụng một phương pháp không có hàm lượng kỹ thuật gì cả. Loại nào thế? Thạch Thuần hỏi tiếp. Hạ Thiên nhếch miệng, phía trước là vách núi. Quả nhiên, khi đám người Hạ Thiên đến gần, bọn họ nhìn thấy nguồn sáng đích thật từ vách đá chiếu xuống. Mặc dù vách đá bị dây leo bao phủ chằng chịt, nhưng vẫn có tia sáng chiếu xuống. Dưới vách núi, có hàng chục ngôi nhà được xây dựng rải rác, đơn sơ nhưng không rột nát, hệt như một thôn trang nhỏ, hẳn là nơi ở của các ẩn sĩ. Cha mẹ, con về rồi đây. Tiểu đạo cô niệm tâm vui vẻ chạy đến, còn chưa đến gần thôn đã kêu lên. Người trong thôn nghe được tiếng, vội từ trong nhà bước ra, trong đó có một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi mặc vải thô ôm trầm tiểu đạo cô niệm tâm vào lòng. Niệm tâm, sao con lại về đây? Sư phụ con sẽ không trách cứ con chứ? Người phụ nữ ôm tiểu đạo cô niệm tâm lo lắng hỏi, không phải con lén lút chạy về đây đấy chứ? Tiểu đạo cô niệm tâm lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi, là sư tổ gia gia bảo con đến. Sao, chứng bệnh điên của sư phụ lão nhân gia đã khỏi rồi sao? Người phụ nữ kinh ngạc, ông ấy nhận ra con. Vậy sư phụ của con? Những người còn lại trong thôn cũng bước đến. Một người đàn ông tóc hoa râm cười nói, niệm tâm, là sư phụ con bảo con đưa thuốc đến cho chúng ta sao? Người phụ nữ mặc vải thô khó hiểu, không đúng. Thường ngày, niệm tâm hay đưa thuốc đến vào giữa tháng, cách bây giờ còn 7-8 ngày nữa lận mà. Mẹ, về sau không cần đưa nữa. Tiểu đạo cô niệm tâm vui vẻ nói, sư phụ xấu xa đã chết, về sau, mẹ và cha, còn có các cô dì chú bác đều có thể ra ngoài sinh sống, không cần sống ở đây nữa. Niệm tâm, lời này của con là có ý gì? Ông cụ cao lớn biến sắc, tiến lên nắm lấy cánh tay niệm tâm, trong lúc kích động lực tay hơi mạnh, Mạc Thủ Huyền đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đạo cô niệm tâm đau đớn kêu lên, cao ra ra, người nắm tay con đau quá. Người mau nói đi, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ông cụ cao lớn dường như không nghe thấy niệm tâm than, vẫn quát hỏi như cũ. Bốp! Thạch Thuần không vừa mắt. Tiến lên gạt tay ông cụ cao lớn ra, bất mãn nói, người nghe không hiểu tiếng người đúng không? Niệm tâm kêu đau, người còn dùng sức mạnh đến như thế, người muốn bẻ gãy tay con bé hay sao? Lúc này, ông cụ cao lớn mới chú ý ba người Hạ Thiên, trợn mắt lên, các ngươi là ai? Niệm tâm, người dẫn người ngoài đến đây, chẳng lẽ ngươi đã quên quy củ trong thôn rồi sao? Nơi này là nơi ẩn thân sau cùng của tu giả ẩn giật chúng ta. Tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài. Mắt cao đại lão lộ hung quang nhìn ba người Hạ Thiên, sau đó quay lại mắng tiểu đạo cô niệm tâm, niệm tâm, người mau nói đi, bọn họ là ai? Vì sao ngươi lại dẫn bọn họ đến đây? Tiểu đạo cô không hiểu, cao gia gia từ trước đến nay luôn hiền hòa, sao bỗng nhiên lại thay đổi sắc mặt như thế, nàng vội vàng quay sang nhìn mẹ của mình. Người phụ nữ mặc áo vải thô nghe cao đại lão nói như vậy, cũng không khỏi biến sắc, cao thúc. Niệm tâm nhất định không phải cố ý. Sư phụ phải cho phép, con bé mới dám dẫn người đến đây, trong đó tất có lý do của nó. Mặc kệ là lý do gì, đưa người ngoài vào là đã vi phạm lệnh cấm trong thôn. Cao đại lão hừ lạnh một tiếng, chỉ vào người phụ nữ mặc áo vải, gia đình các ngươi vi phạm lệnh cấm không phải lần một lần hai. Lần này ta tuyệt không dễ dàng tha thứ. Sau đó, cao đại lão quay đầu quát lớn với người sau lưng, người đi gõ chuông. Triệu tập người trong toàn thôn. Hôm nay, ta nhất định phải giải quyết tai họa ngầm này. Nếu không, làm sao chúng ta có thể sinh tồn ở đây được nữa? Cao thúc, tốt xấu gì ngươi cũng phải chờ trưởng phu của ta trở về thương lượng lại đã. Người phụ nữ mặc vải thô hiển nhiên không có chủ kiến, đành phải khẩn cầu, ông ấy còn ở dưới đáy. Im ngay, cao đại lão giận dữ quát, cắt ngang lời phụ nữ mặc vải thô, Lý Tú Thanh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiết lộ hết bí ẩn trong thôn chúng ta sao? Đây chính là tội chết. Người phụ nữ mặc áo vải thô sợ đến mức phải che miệng, vẻ khủng hoảng trên mặt càng ngày càng đậm. Không lâu sau, trong thôn có thêm nhiều người đi ra, bọn họ cũng không còn trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm đủ loại vũ khí thô sơ, vây quanh đám người Hạ Thiên, bước đến một khoảng đất rộng. Anh rể, sao người ở đây nhìn có chút không bình thường? Thạch Thuần cau mày, cảm thấy bầu không khí trong thôn rất kỳ quái, giống như một lớp thuốc súng mỏng lơ lửng trong không khí, chỉ cần động tác hoặc lời nói có chút không đúng,
lửa giận của đám người kia sẽ bốc lên. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, một đám người vốn không bình thường, ở một nơi cũng không bình thường. Bị ép ở đây lâu đến như vậy, người bình thường cũng sẽ trở thành biến thái. Thạch Thuần cũng cho là vậy. Ninh Nhụy Nhụy lại cảm thấy sự việc không có khả năng đơn giản như thế, nhưng nàng cũng không phát biểu ý kiến, trước cứ nhìn một bước rồi nói sau. Dù sao, những người kia cũng không tạo thành uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Rất nhanh, ba người Hạ Thiên cộng thêm mẹ con Tiểu Đạo Cô Niệm Tâm bước đến khu đất bằng rộng lớn. Cao Đại Lão quay người bước lên đài cao, từ trên cao nhìn xuống, nhìn những thôn dân đang từ dưới đất bò lên. Thạch Thuần nhìn thoáng qua tất cả thôn dân tập trung lại, hơi cảm thấy lạ, không phải nói có 1-2 ngàn người à, tại sao bây giờ lại có mấy trăm thôi? Hơn 20 năm trước, nơi này đích thật có hơn 2 ngàn người. Về sau, đi thì đi, chết thì chết, trốn thì trốn, người phụ nữ mặc vải thô nghe Thạch Thuần hỏi, vô thức trả lời, đến bây giờ, chúng ta chỉ còn chưa đến 500 người. Đương nhiên, vẫn còn một số thanh niên trai tráng đi làm việc. Hạ Thiên cười hì hì, ít người cũng tốt, ngược lại bớt không ít chuyện cho ta. Lời này của ngươi là có ý gì? Người phụ nữ mặc vải thô vô cùng mẫn cảm, nghe Hạ Thiên nói xong, bà không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tiểu Đạo Cô Niệm Tâm sờ lên mặt người phụ nữ mặc vải thô, nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ đừng sợ, Hạ Thúc Thúc là người tốt. Sư phụ mời hắn đến chữa bệnh cho mọi người. Mẹ biết, nếu sư phụ con đã đồng ý, nhất định là chuyện tốt. Người phụ nữ mặc vải thô vẫn khá tin tưởng Niệm Tâm, hoặc có thể nói là tin tưởng sư phụ của bà, cũng chính là quán chủ An Tâm quán Khâu Kiến Cơ. Mọi người im lặng nghe ta nói. Cao Đại Lão hô to nói với những người dưới đài, hôm nay ta gõ chuông triệu tập mọi người đến là có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Việc này có liên quan đến sinh tử tồn vong của tất cả ẩn tu chúng ta, cũng liên quan đến tương lai thôn chúng ta. Cho nên, mọi người hãy bình tĩnh nghe ta hiệu lệnh. Tiếng hô vang lên, mọi người đang ồn ào chợt yên tĩnh được một lúc, sau đó rất nhanh có người kêu la. Cao thôn trưởng, người có lời gì thì mau nói đi, đừng trì hoãn việc ngồi thiền của ta nữa. Đúng vậy, ta còn phải làm việc nữa, không có nhiều thời gian đâu. Ta nhìn thấy tiểu cô nương Niệm Tâm của tôn gia, có phải đến thời gian phát thuốc rồi hay không? Tại sao còn có người ngoài ở đây, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Yên tĩnh, Cao Đại Lão một lần nữa quát to. Sau khi tất cả mọi người đều im lặng, ông ta mới nói tiếp, ta sẽ nói cho mọi người biết một chuyện lớn đã phát sinh, mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng chuyện thật giả thế nào, đợi lát nữa hỏi cho rõ ràng, mọi người sẽ tự phán đoán. Bây giờ, ta mời Niệm Tâm, người hãy thuật lại sự việc một lần nữa đi. Chuyện gì, Tiểu Đạo Cô Niệm Tâm bị dọa đến hồ đồ, không rõ câu hỏi cho lắm. Hỏi ngược lại một câu. Cao Đại Lão trừng mắt nhìn nàng, giọng nói trở nên lạnh lùng, là vì sao ngươi lại mang người ngoài vào thôn? À, là cái này ạ, là sư tổ gia gia nhờ ta dẫn ba người Hạ Thúc Thúc đến đây. Tiểu Đạo Cô Niệm Tâm hiểu ra, lập tức mỉm cười, sư phụ bại hoại đã chết, sư tổ gia gia nói mọi người về sau cũng không cần ở chỗ này chịu khổ nữa, có thể ra ngoài tự do sinh sống. Cái gì, Mạc Thủ Huyền chết rồi. Không thể nào, hắn ta chết như thế nào? Tại sao hắn ta lại chết? Rốt cuộc ai đã giết hắn ta? Người đó muốn hại chết chúng ta sao? Xong rồi, lần này chúng ta không có thuốc uống rồi. 7 ngày sau là ngày trăng tròn. Đến lúc đó, chúng ta phải chết. Chấm. Tiểu Đạo Cô Niệm Tâm vừa dứt lời, thôn dân đột nhiên trở nên kích động, sắp chuyển sang khuynh hướng sụp đổ. Mọi người đừng hoảng hốt. Cao Đại Lão một lần nữa lớn tiếng quát mọi người im lặng, ta đã nói từ trước, việc này thật giả còn phải chờ khảo chứng. Thậm chí ta hoài nghi Niệm Tâm bị người ngoài mê hoặc, cố ý đến đả kích chúng ta. Nếu không, tại sao con bé lại dẫn người ngoài về thôn chứ? Lại còn nói với chúng ta những lời này, ta nghĩ, kẻ cầm đầu nhất định là đám người ngoài kia. Thôn ẩn tu không chào đón người ngoài, mau biến ra ngoài cho chúng ta. Bọn họ sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta nên giết bọn họ đi. Không sai, đám người này muốn chúng ta chết, chúng ta cứ giết chết bọn họ đi rồi tính. Cao thôn trưởng, ngươi lên tiếng đi, chúng ta nghe theo ngươi. Bất cứ kẻ nào tiến vào thôn ẩn tu mà không được phép, người đó sẽ phải chết.
Niệm tâm thông đồng với người ngoài, nhất định cũng sẽ bị phạt. Tiểu đạo cô niệm tâm không nghĩ đến chỉ mấy câu ngắn ngủi của nàng lại khiến cho hàng trăm thôn dân tức giận. Trong nháy mắt, người nào cũng kích động hẳn lên, nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía mẹ của mình, nhỏ giọng hỏi, mẹ, bọn họ làm sao vậy? Có vẻ bọn họ không được vui, là con nói sai cái gì sao? Niệm tâm, người không nói sai, cũng không làm gì sai. Thạch Thuần nhìn không được liền nói, là đầu óc của cái đám ngớ ngẩn này có vấn đề, nghe người ta nói chỉ có một nửa, hơn nữa còn không có năng lực phân tích. Tiểu cô nương, người nói cái gì? Lỗ tai cao đại lão cũng không phải thính bình thường. Ông ta nghe Thạch Thuần nói như thế, phẫn nộ quát, ngươi nghe cho kỹ, nơi này không phải là nơi để ngươi dương oai. Thạch Thuần nhếch miệng khinh thường, ta thích dương oai đấy, ngươi làm gì được ta? Các ngươi đều là loại não tàn, niệm tâm còn chưa nói xong, các ngươi kích động cái rắm. Được, vậy lão phu sẽ để con bé nói xong. Cao đại lão hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn tiểu đạo cô niệm tâm. Ngươi còn lời gì muốn nói thì cứ nói, lão phu tuyệt không phải là người không biết lắng nghe đạo lý. Chỉ cần ngươi nói có lý, không phải bị người ta mê hoặc, ngươi cứ việc lên tiếng. Tiểu đạo cô niệm tâm nghe xong, không khỏi giật mình, ngược lại không biết nói gì cho phải. Ngươi không nói, lão phu sẽ chủ động hỏi. Cao đại lão vẫn nhìn chằm chằm niệm tâm, chậm rãi hỏi, vừa nãy ngươi nói Mạc Thủ Huyền chết rồi, có đúng hay không? Đúng. Tiểu đạo cô niệm tâm nhẹ gật đầu, sư phụ xấu đã chết, sư tổ gia gia cũng đã khôi phục bình thường. Chính sư tổ gia gia bảo ta. Được rồi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái đó. Cao đại lão cắt ngang lời niệm tâm, là ai giết Mạc Thủ Huyền? Có phải những kẻ kia hay không? Tiểu đạo cô niệm tâm nhìn ba người Hạ Thiên, nhẹ gật đầu, là bọn họ giết sư phụ xấu, nhưng mà... Ta đã nói rồi, ta hỏi ngươi cái gì? Người đáp cái đó, đừng lắm miệng. Cao đại lão nghiêm nghị quát. Dù sao niệm tâm cũng là một đứa bé, bị những người này ba phen mấy bận hù dọa, rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô bé ngồi xổm xuống khóc òa lên. Này lão đầu, người có bản lãnh quá nhỉ, chỉ biết hù dọa mấy đứa nhỏ. Thạch Thuần hơi đau lòng tiểu đạo cô niệm tâm, gắt giọng với cao đại lão, người có phải băng đảng của Mạc Thủ Huyền hay không? Ông ta chết, người kích động như vậy làm gì? Đánh giám, ẩn tu chúng ta bị phụ tử Mạc Thị hại thành như vậy. Chúng ta có mối thù không đội trời chung với hắn ta. Cao đại lão mắng to, nhưng mạng của chúng ta cần dựa vào dược hoàn bí truyền Mạc gia bọn họ mới có thể sống sót. Các ngươi giết hắn ta, chính là lấy mạng của chúng ta. Cho nên đáng đời các ngươi phải chịu khổ nhiều năm như thế, ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu. Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng, các ngươi không hỏi vì sao niệm tâm lại dẫn chúng ta đến đây. Hơn nữa, các ngươi không cần dùng đầu óc cũng phải nghĩ ra được vì sao Khâu lão đạo trưởng lại khôi phục như bình thường, vì sao niệm tâm cũng giống như thế. Chẳng lẽ các ngươi ở lâu trong đất, đầu óc thoái hóa hết rồi sao? Thật ra, vấn đề mà Ninh Nhụy Nhụy nói cũng là vấn đề mà thôn dân cũng đã nghĩ đến, vì sao Khâu quán chủ lại yêu cầu niệm tâm dẫn mọi người đến đây? Đương nhiên là để chữa bệnh cho đám ngớ ngẩn các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng. Mất kiên nhẫn, chẳng lẽ chúng ta đến đây để ngắm cảnh? Chữa bệnh, cao đại lão ngẩn người, đột nhiên ngửa đầu ra sau cười ha hả, người gióng giạc quá nhỉ. Tiểu bằng hữu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chứng bệnh điên của chúng ta ngay cả yêu y Mạc Vấn Dược cũng trị không hết, chỉ có thể dùng dược hoàn bí truyền giúp chúng ta kềm lại sự đau đớn. Tuy nói cha con bọn họ mượn cơ hội khống chế chúng ta, nhưng dù sao thuốc cũng có tác dụng. Ngươi là cái thá gì mà dám nói trị được bệnh của chúng ta? Ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Hạ Thiên hờ hững đáp, mấy tên ngớ ngẩn khác trị không hết không có nghĩa là ta trị không hết. Bởi vì trên thế giới này không có bệnh nào mà ta không chữa khỏi. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Cao đại lão khịt mũi coi thường Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng đáp một câu, ngươi tin hay không liên quan gì đến ta. Tóm lại, ta được Khâu lão đầu nhờ đến chữa bệnh. Người nào đồng ý thì trị, không đồng ý thì thôi, đơn giản. Hạ Thiên nói rất tùy ý, nhưng ý của hắn lại rất rõ ràng. Tuy nhiên, thôn dân ẩn tu cũng không quá tin tưởng hắn. Bên trong từng ánh mắt đều tràn ngập sự hoài nghi. Ha ha, giọng điệu lớn thật, cao đại lão thẹn quá hóa cười, hơi mỉa mai, chúng ta chỉ mới ẩn cư 20 mấy năm không lộ diện, đám thanh niên thế hệ này đã trở nên cuồng vọng như vậy sao?
lại còn là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta là những đứa trẻ lên ba, sẽ tin vào mấy chuyện ma quỷ này của ngươi? Hạ Thiên nhếch miệng, ta nói lần cuối, tin hay không tùy các ngươi. Tóm lại, ai muốn trị bệnh thì đứng ra, ta chẳng muốn lãng phí thời gian ở đây với các ngươi. Mọi người đừng bị lừa, không biết vì sao, Cao Đại Lão vẫn giữ thái độ thù địch không thể giải thích với Hạ Thiên, nói không chừng, hắn và cha con Mạc Thị giống nhau. Ai biết được hắn muốn thừa cơ khống chế chúng ta cũng không chừng. Hạ Thiên cười rộ lên, ta khống chế đám phế vật các ngươi làm được cái gì? Tiểu tử, ngươi nói ai là phế vật? Chúng ta là ẩn sĩ, có tu vi trong người. Ngươi không ham chúng ta, tất nhiên là ham cái khác. Không thể tin được đám người này, chỉ bằng giết chết bọn chúng cho rồi. Dân làng lại dậy sóng, tiếng ồn ào thật khó chịu. Họ không còn phong thái của người được gọi là ẩn sĩ, ngược lại còn nhạy cảm hơn người bình thường gấp 10 lần, động một chút là trở nên cuồng loạn. Hạ Thúc Thúc là người tốt, mọi người không được mắng hắn. Tiểu Đạo Cô Niệm Tâm thấy mọi người không tin, vội vàng lên tiếng giải thích, sư phụ xấu thật sự đã chết. Bệnh của ta và sư tổ Gia Gia cũng đã được Hạ Thúc Thúc chữa khỏi. Các ngươi không tin, có thể tự mình ra ngoài hỏi sư tổ Gia Gia thì biết. Ta dẫn ba người Hạ Thúc Thúc đến là để xem bệnh cho mọi người, tuyệt không có ý gì khác. Ha ha, Niệm Tâm, mấy năm qua xem ra ngươi tiến bộ không ít. Vẻ mặt không tin của Cao Đại Lão lại càng đậm. Ông ta lạnh lùng nói, ngươi nói đi, ngươi nhận được bao nhiêu chỗ tốt từ đám người kia? Có phải ngươi đã bán hết bí mật của thôn ẩn tu chúng ta rồi đúng không? Tiểu Đạo Cô Niệm Tâm gấp đến độ nước mắt chảy xuống, ta không có, mọi người tin ta đi. Đám người này toàn là thiểu năng. Anh rể, theo ta thấy, bọn họ không cứu được nữa rồi. Thạch Thuần tức đến nghiến răng nghiến lợi, hờn dỗi nói. Hạ Thiên lắc đầu, nếu ta đã đồng ý với Khâu lão đầu đến đây chữa bệnh cho bọn họ, ta nhất định phải làm. Thạch Thuần vẫn tức giận khó bình, nhưng bọn họ thật sự quá khinh người, nói không thông gì cả. Ngươi không cần thuyết phục bọn họ nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vẫn là câu nói kia. Ai muốn trị bệnh thì đứng ra, không muốn trị thì biến, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đám người các ngươi chẳng có một chút tác dụng đối với ta. Nơi này cũng chẳng có thứ gì khiến ta để mắt, ta nói đã rõ ràng chưa? Rõ ràng cái đầu ngươi đấy. Ta thấy các ngươi đến đây gây chuyện thì có. Ăn một quyền của ta đi. Một thôn dân nhìn không được thái độ cuồng vọng của Hạ Thiên, bỗng dưng từ trong đám người vọt ra, siết chặt quả đấm đấm vào đầu Hạ Thiên. Không thể không nói, cú đấm của người này hơi đột ngột. Bất luận lực đạo hay tốc độ đều vượt qua người bình thường gấp mấy lần. Chỉ tiếc là, nắm đấm này đối với Hạ Thiên chẳng khác gì cục bông gòn. A, à, nắm đấm người kia nặng nề đánh vào ngực Hạ Thiên. Kết quả, Hạ Thiên không một chút phản ứng, còn hắn ta lại đau đến mức ngã nhào xuống đất. Ngươi còn dám ra tay? Chúng ta mau đuổi bọn chúng đi. Các ngươi dám đến thôn ẩn tu làm loạn. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta bệnh già chẳng làm gì được sao? Đánh chết bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy thoát. Chấm. Các ngươi chỉ giỏi làm loạn, tất cả im miệng hết cho ta. Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn, quát một tiếng chói tai, chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người. Bọn họ bịt lỗ tai lại, hỏa khí ngược lại lớn hơn. Khi bọn họ đang định phát tác, tất cả không khỏi giật mình, phát hiện bản thân không thể động đậy. Ngay cả há miệng cũng không phát ra được một chút âm thanh. Những người này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, người nào cũng hoảng sợ vô cùng. Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy lại không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không cần nghĩ cũng biết những người kia nhất định đã trúng chiêu của Hạ Thiên. Cao Đại Lão sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Ông ta đứng ở chỗ cao mới không bị trúng chiêu. Ông ta sợ hãi giống lên, chẳng lẽ đây là đạo thuật? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đến thôn ẩn tu để làm gì? Mấy tên ngu này nghe chẳng hiểu tiếng người gì cả. Ta đã nói 800 lần rồi, ta đến là để chữa bệnh cho các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, còn nữa, ta chỉnh lại một chút, đây không phải đạo thuật mà là y thuật chân chính. Ta thấy nó là tà thuật thì đúng hơn. Cao Đại Lão chỉ vào Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy, chúng ta sẽ khuất phục ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, tuyệt không có khả năng đó đâu. Chúng ta là ẩn sĩ núi Trung Nam, sao có thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà khuất phục ngươi?
Ninh Nhụy Nhụy hơi cảm thấy buồn cười, năm đó, khi các ngươi đối mặt với Mạc Vấn Dược, nếu các ngươi có được phần dũng khí đó, các ngươi đã không cần trốn ở đây đến 30 năm. Cao đại lão không khỏi đỏ mặt lên, ông ta hiển nhiên cũng cảm thấy khi ông ta nói ra lời này có chút không biết xấu hổ, nhưng ông ta vẫn kiên quyết nói, không nói chuyện này nữa, tóm lại, mặc kệ ngươi có chủ ý gì, chúng ta tuyệt đối sẽ không bị lừa. Ta tin tưởng Niệm Tâm, còn có sư phụ ta. Người phụ nữ mặc vải thô bỗng nhiên đưa ra quyết định, chậm rãi bước đến trước mặt Hạ Thiên, quỳ xuống, xin Hạ Thần Y hãy chữa khỏi bệnh dùm cho ta. Ta đã chịu đủ rồi. Cao đại lão giận tím mặt, chỉ vào người phụ nữ mặc vải thô, Lý Tú Thanh, người tốt nhất nên nghĩ cho thật kỹ. Hơn 20 năm qua, chúng ta đã mời biết bao danh y, nhưng bọn họ đều thúc thủ vô sách với chứng bệnh điên của chúng ta. Bây giờ lại có một tên nhóc đến dõng dạc tuyên bố có thể trị hết. Hắn đang gạt chúng ta đấy. Chị không hết cũng không sao, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Người phụ nữ mặc vải thô thản nhiên nói, cũng còn đỡ hơn không có kết quả như bây giờ. Ngươi, cao đại lão cũng không biết ngăn cản như thế nào, chỉ có thể nhắc nhở, nếu không, các ngươi chờ tôn thủ chính về rồi hãy nói. Ngươi chỉ là một người phụ nữ, ngươi đừng quyết định loạn như vậy. Ta chẳng thích nghe lời này của ngươi. Thạch Thuần bất mãn nói lại một câu, cái gì là phụ nữ thì không thể quyết định loạn. Ta cảm thấy bà ấy quyết định rất chính xác, còn các ngươi mới bỏ qua cơ hội chữa bệnh đấy. Hừ, cao đại lão khinh thường hất cằm, lạnh lùng nói, lão phu sẽ đứng ở đây xem các ngươi dở trò gì. Nếu các ngươi chỉ không hết bệnh, ba người các ngươi đừng hòng sống sót trở ra ngoài. Người phụ nữ mặc vải thô lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói, Hạ Thần Y, ta đã chuẩn bị xong. Người chữa như thế nào, ta cũng đều chấp nhận. Người đừng khẩn trương như thế, chỉ trị bệnh thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hạ Thiên lại ngáp một cái, một ngân châm xuất hiện giữa ngón tay, nhanh chóng đâm mấy châm vào người phụ nữ, sau đó hở hững nói, chữa xong rồi, người kế tiếp. A, người phụ nữ mặc vải thô ngẩn người, gương mặt tràn ngập nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, Hạ Thần Y, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói là đã chữa khỏi cho ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, bất mãn nói, còn ai muốn trị bệnh nữa không, xếp thành từng hàng, từng người một bước lên. Nói xong, hắn khoát tay ra hiệu thôn dân yên tĩnh trở lại. Ha ha ha, đúng là buồn cười. Cao đại lão không khỏi ôm bụng cười to, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ngươi cầm một cây ngâm châm, tùy tiện đâm mấy cái thì nói là đã chữa xong, còn nói cái gì là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Ta đoán ngươi một chút y thuật cũng không có. Nhưng ta khỏe hơn rồi. Lúc này, người phụ nữ mặc vải thô ngạc nhiên hét lên, đan điền khí hải của ta đã khôi phục, có thể dẫn khí bình thường, hơn nữa không còn cuồng bạo, kinh mạch cũng không đau. Quá thần kỳ rồi. Không thể nào, ông cụ to lớn gào to, chỉ vào người phụ nữ mặc vải thô, Lý Tú Thanh, người điên rồi sao? Ta không điên, bệnh của ta đã được chữa khỏi. Người phụ nữ mặc vải thô sợ người khác không tin. Đưa tay vận chân khí trong cơ thể, đánh thẳng vào tảng đá lớn bên cạnh. Bành! Tảng đá lớn bị chân khí đánh nổ tung. Đá vụn bay tán loạn đánh trúng không ít thôn dân. Nhưng không thôn dân nào kêu đau. Bọn họ đều kinh ngạc, hiển nhiên cảnh tượng trước mặt đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Thần y, người mau cứu ta với. Qua mấy giây, cuối cùng có một chàng thanh niên mặt mày sáng sủa quỳ rạp xuống dưới chân Hạ Thiên. Ta còn trẻ, ta không muốn cả đời ở cái nơi quỷ quái này. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chàng thanh niên kia một chút, người này lớn hơn tiểu đạo cô Niệm Tâm khoảng 3-4 tuổi, đoán chừng cũng là ẩn tu đời thứ hai. Hạ Thiên cũng không so đo lời nói và hành động của người này trước đó, châm cho hắn ta hai châm, sau đó nói, người kế tiếp. Chàng thanh niên kia cũng giống như người phụ nữ mặc vải thô, sửng sốt 2 giây, vẻ mặt cuồng hỉ, vọt thẳng về vách núi bên cạnh. Tắm trong ánh nắng, miệng gào to tốt quá, khi phơi nắng, kinh mạch và ngực không còn đau nữa. Bệnh của ta đã được chữa khỏi rồi. Có 2 ví dụ sống trước mắt, những thôn dân khác cũng không còn cố kỵ, thay phiên nhau quỳ rạp xuống trước mặt Hạ Thiên, dập đầu cầu xin hắn chữa bệnh. Các ngươi không được làm như vậy. Cao đại lão vẫn không tin Hạ Thiên có y thuật kinh người như thế, trên thế gian này, làm sao có người tinh thông y thuật đến tình trạng như vậy, hắn đang gạt người. Nói không chừng, hắn cũng sử dụng thuốc giống cha con Mạc Thị, tạm thời áp chế. Về sau, nó nhất định sẽ tái phát gấp bội.
Các ngươi đừng làm như thế. Cao đại lão nói xong, quả nhiên có một số thôn dân sinh ra do dự, lặng lẽ đứng lên lui sang một bên. Ai chỉ thì ra đây, không chỉ thì biến sang một bên. Hạ Thiên chẳng màng quan tâm, người nào muốn chỉ thì xếp thành hàng, đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Có gần một nửa thôn dân tin lời cao đại lão lui sang một bên, còn lại là những người thành tâm chữa bệnh. Hạ Thiên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Dù sao, hắn chỉ cần đâm 2-3 châm cho bọn họ là được, rất nhanh hắn đã trị xong. Đã chữa khỏi xong rồi sao? Ta cảm thấy rất khỏe. Không biết nữa, nhưng chắc là thật. Các thôn dân đã được thi châm đều khó có thể tin nổi. Hạ Thiên chỉ làm mấy động tác là đã trị hết bệnh rồi sao? Chứng bệnh bọn họ phải chịu hơn 20 năm dường như chưa từng xảy ra. À, đúng vào lúc này, chàng thanh niên trẻ tuổi đã được chữa trị trước đó bỗng dưng kêu thảm, phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất. Người chết rồi, quả nhiên có vấn đề. Cao đại lão lấy lại tinh thần, chỉ vào Hạ Thiên, quát lớn, mau bao vây bọn chúng lại, đừng để bọn chúng chạy thoát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.